Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1826, khoang hạng thương gia. Các doanh nghiệp ở Tân Hải chịu sóng gió không lớn trong lần này, một là vì công nghiệp Tân Hải không phát triển, mà có rất nhiều xưởng lớn chuyển sang con đường cải cách sau khi Trương Dương đến. Trên điểm này, miền Bắc Bình Hải đi muộn hơn so với miền Nam, mà người cán bộ đến từ miền Nam Bình Hải là Trương Dương, đương nhiên có thể nhìn xa rộng hơn. Tháng năm này rất không bình ổn với tất cả mọi người, gần đến cuối tháng, Trương Dương đột nhiên nhận được điện thoại của La Tuệ Ninh, Hà Trường An bị bệnh nặng, giờ đang ở trong bệnh viện Bích Thủy Đàm của Kinh Thành, bệnh tình phát triển quá nhanh, ngày hôm trước phát bệnh, ngay trong ngày đã có thông báo bệnh nguy kịch rồi. Tin này làm cho Trương Dương bất ngờ, hắn tin rằng La Tuệ Ninh không hề lừa hắn, vụ án của Hà Trường An vốn đã rõ ràng, theo tình hình trước mắt, nhiều lắm cũng chỉ phải ngồi tù 3 đến 5 năm là được ra. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trương Dương là một trong những người biết chuyện của Hà Trường An, hắn còn nghĩ đến Tần Manh Manh, nếu Tần Manh Manh biết tin Hà Trường An bị bệnh, cô không thể ngồi nhìn. Nếu như Tần Manh Manh về nước, thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm, việc xảy ra ở Đông Giang vẫn còn đó. Trương Dương vốn quyết định mấy ngày này sẽ đến Kinh Thành, Tiết Lão mừng thọ, Tiết Vĩ Đồng đã mời hắn đến, dù là anh em kết nghĩa của Tiết Vĩ Đồng hay là bác sĩ gia đình của Tiết Lão, Trương Đại Quan đều nên có mặt. Được biết Trương Dương sắp đi Kinh Thành, Kiều Mộng Viện nhờ hắn gửi một bộ quần áo cho ông nội, Trương Dương nói, nếu đã nhớ ông, thì sao không tự đi? Kiều Mộng Viện nói, anh đừng nói nữa, từ sau khi em đến Tân Hải, anh đã đè bao nhiêu việc lên đầu em thế, em làm gì còn thời gian nữa? Trương Dương biết rằng đây chỉ là cái cớ của Kiều Mộng Viện. Thật ra đi Kinh Thành không xa, 3 ngày là đủ, Kiều Mộng Viện có bận đến mấy, cũng có thể bỏ ra 3 ngày. Chỉ là giờ đây nguyên nhân thật sự khiến cô xa cách với Kiều gia là cô đã biết rằng mình không phải là huyết mạch của Kiều gia, những người nhà vốn thuộc về cô giờ đã trở nên xa lạ. Trương Đại Quan nhìn Kiều Mộng Viện đầy thương xót, Mộng Viện, đừng làm việc bạt mạng quá. Bình thường cũng cần phải nghỉ ngơi thích hợp. Kiều Mộng Viện nói, yên tâm đi, sức khỏe của em tốt lắm. Trương Dương cười, đứng dậy đến trước mặt Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện hơi sợ lùi một bước, mặt hơi đỏ. Từ sau nụ hôn ở trên bãi cát lần đó, quan hệ của hai người ngày càng ám muội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói, nếu như Kiều lão hỏi về em, anh phải nói thế nào? Kiều Mộng Viện nói, anh nói rằng em bận chiêu thương. Trương Đại Quan nói, em làm vậy chẳng phải là ép anh nói dối sao? Kiều Mộng Viện ngẩng đầu, dũng cảm nhìn vào đôi mắt hắn, anh không đồng ý sao? Trương Dương nói, thật ra vì em. Dù là chuyện trái lương tâm, anh cũng đồng ý làm, nhưng, cái đó, ít nhất em cũng nên cho anh chút phần thưởng chứ. Kiều Mộng Viện đã nhận ra nụ cười trên mặt tên này chẳng có ý tốt đẹp gì, cô nhẹ nhàng nói, bí thư Trương, tôi đi trước đây. Trương Đại Quan lại ôm lấy eo cô, Kiều Mộng Viện á một tiếng đã bị hắn ôm vào lòng, sau đó Trương Đại Quan nhanh như chớp hôn lên môi cô, rồi mới cười hì hì bỏ Kiều Mộng Viện ra, ít nhất thì cũng phải có chút phần thưởng. Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng. Mắng nhỏ, anh thật là vô lại. Trong lời nói không những không có ý giận dữ mà còn có tình yêu nồng nàn, sau đó cô quay người bước đi. Ra đến ngoài cửa, cô gặp phải Thường Háo chào một tiếng chị Mộng Viện, Kiều Mộng Viện gật đầu, rồi cúi đầu đi nhanh, thái độ xấu hổ của cô không thể giấu nổi khỏi mắt Thường Háo. Thường Háo vào trong phòng làm việc của Trương Dương, mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn. Trương Đại Quan nói, Thường Háo, em đến thật đúng lúc, chút nữa tôi phải đến Kinh Thành. Em giúp anh đặt vé máy bay đi. Thường Háo kinh ngạc nói, anh thay tính đổi nết rồi à? Chẳng phải bình thường anh không đi máy bay sao? Trương Dương nói, việc gấp, nên phải đi nhanh. Thường Háo nói, những chuyến bay đến Kinh Thành em biết. Cô nhìn thời gian rồi nói, 3 tiếng sau có một chuyến, giờ đi thì vừa kịp. Trương Dương nói, thế thì em đi ngay. Thường Háo nói, để em đưa anh đi, em rất rõ bên sân bay. Cô vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho sân bay Bắc Cảng, sau khi đặt vé máy bay, cô đi cùng Trương Dương rời khỏi phòng làm việc. Trương Dương chỉ có một chiếc túi, ngoài ra đều là đồ Kiều Mộng Viện nhờ mang, Thường Háo hiếu kỳ hỏi, mang gì đi vậy? Mộng Viện nhờ anh mang chút quần áo cho người nhà cô ấy. Thường Háo nói, anh không ăn hiếp cô ấy chứ? Trương Đại Quan nhìn chăm chú Thường Háo, nhà đầu, anh là loại người đó sao? Thường Háo muốn cười. Cô không thể nhịn nổi loại lại ông con ở bụi này của Trương Dương, liền nhẹ nhàng nói, anh là người thế nào, em biết rõ. Trương Đại Quan lên xe ô tô, rồi nói, anh là loại người nào. Nhà đầu,
anh là loại người nào hả? Thường Háo nói, anh ấy à, chỉ muốn vơ hết lợi về mình, vơ vét sạch sành xanh. Trương Đại Quan nói, anh là loại người đó à? Có điều, với em thì đúng là như thế thật. Tên này vừa nói vừa sờ lên người Thường Háo. Thường Háo mắng, đừng làm trò, em đang lái xe. Nếu không phải có chuyện gấp, Trương Đại Quan quyết không chọn cách đi máy bay, đến tận bây giờ, hắn đều cho rằng, lên máy bay, có nghĩa là đã gửi tính mạng của mình cho những thành viên tổ bay. Gần đây hắn có đọc được một tin, nghe nói quá trình bay vô cùng vô vị, những phi hành viên thỉnh thoảng còn ngủ gật, hơn nữa 90% đều từng ngủ gật trong khi lái máy bay, nghĩ đến đã thấy sợ, đám phi hành viên này ngủ gật trên trời, trên một chiếc máy bay nhiều người như vậy, trách nhiệm để đâu chứ? Thường Háo đưa Trương Dương đến cửa lên máy bay, Trương Đại Quan cười nói, em cũng không đến ôm tạm biệt anh à. Thường Háo cười nói, anh ấy à, đừng quên anh là nhân vật quần chúng, em thì không sợ, nếu như anh thật sự muốn ôm tạm biệt, chỉ sợ ngày mai anh phải lên Bắc Cảng Nhật Báo. Trương Đại Quan nói, thật là mệt, quan làm càng lớn thì càng mất tự do, nhà đầu, anh đi đây. Thường Háo chỉ vào bình nước trên tay hắn, thứ đó đừng mang vào. Trương Dương đưa bình nước cho Thường Háo. Thường Háo nói, anh đi mấy ngày? Trương Dương nói, ít nhất 5 ngày, đợi anh về anh sẽ gọi điện trước cho em. Thường Háo nói, anh còn muốn em đi đón à? Trương Dương nói, em đến đón anh, hai chúng tôi làm một buổi tối lãng mạn tốt biết bao. Thường Háo đỏ mặt, đừng nói linh tinh nữa, anh đi vào nhanh đi, nếu lỡ chuyến bay thì chẳng ai đợi anh đâu. Trương Đại Quan cười tạm biệt cô, Thường Háo đã đặt vé hạng thường cho Trương Dương. Đây cũng là quy tắc của chính Trương Dương, sau khi lên máy bay, Trương Dương chỉnh lại ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, hai tiếp viên hàng không xinh đẹp đã đi đến, một người trong số đó nhìn thấy Trương Dương, hai mắt sáng rực lên, cô đến trước mặt Trương Dương, bí thư Trương, là anh sao? Trương Đại Quan ngớ người, hắn nhìn cô tiếp viên hàng không này thật sự không nhớ ra đã gặp ở đâu, xem ra thì hơi quen, vấn đề là Trương Đại Quan đều cảm thấy thân quen với tất cả mỹ nữ. Cô tiếp viên hàng không cười nói, anh không quen tôi, nhưng tôi quen anh. Trương Dương cười nói, xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra. Cô tiếp viên hàng không nói, anh còn nhớ Đắc Tiếu Y và Tô Điềm không? Cô vừa nói vậy Trương Dương đã nhớ lại, Tiếu Y và Tô Điềm là học sinh của Học viện Nghệ thuật Đông Giang. Trương Dương gặp họ trên tàu hỏa, vừa đúng lúc hai cô gái gặp phiền toái ở Đông Giang, cuối cùng Trương Dương đã giúp đỡ giải quyết. Nhưng Trương Dương vẫn không nhớ ra vị tiếp viên hàng không này, trong đầu hắn không có ký ức gì về cô cả. Cô tiếp viên hàng không nói, tôi là chị của Tiếu Y, Tiếu Thuần, chữ Thuần trong thuần chất. Cô đúng là chưa gặp Trương Dương, nhưng sau khi biết được Trương Dương đã giúp đỡ em mình, cô đã nhìn thấy vị bí thư thị ủy Tân Hải trẻ tuổi này trên mạng. Trương Dương cười nói, xem ra tôi nhớ không nhầm, chúng ta chưa từng gặp nhau. Tiếu Thuần nói, sao anh lại ngồi đây? Trương Dương nói, vé của tôi ở đây mà. Tiếu Thuần cười nói, anh đi theo tôi. Làm gì vậy? Cứ đi theo tôi đi. Trương Đại Quan cầm theo túi hành lý của mình đi theo cô. Tiếu Thuần dẫn Trương Dương đến khoang hạng thương gia. Trong khoang này chưa ngồi hết một nửa. Tiếu Thuần chọn cho Trương Dương một vị trí gần cửa sổ. Rồi cười nói, thật không ngờ, một bí thư thị ủy như anh lại chọn khoang thường. Giờ đây ngay của chi thư thôn đều ngồi khoang hạng thương gian rồi. Trương Dương cười nói, Tân Hải không có hiện tượng này. Tiếu Thuần nói, chuyến bay này rất yên lặng, vì cự ly gần, bình thường rất ít người đi, anh ngồi đây đi, chút nữa tôi sẽ đưa đồ ăn đến. Không cần đâu, một tiếng đồng hồ là đến nơi rồi. Tiếu Thuần nói, anh đừng lo, cứ hưởng thụ chuyến đi của mình đi. Trương Đại Quan biết rằng Tiếu Thuần khách sáo với hắn như vậy là do Tiếu Y, điều này đã chứng minh rằng người tốt sẽ được đáp đền, thế là Trương Đại Quan yên tâm ngồi đó. Còn một lúc nữa máy bay cất cánh, thật ra ngồi máy bay là một lựa chọn khá tốt, vừa nhanh, lại thoải mái. Trương Dương nhắm mắt, một lúc sau đã thấy tiếng người nói truy nây ở sau, không lâu sau có người đến đẩy vai hắn. Trương Đại Quan mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, người đàn ông đó nói với Trương Dương, đổi chỗ với anh đi chỗ đó đi. Gã chỉ vào chỗ bên phải. Chương 1827, khoang hạng thương gia. Trương Đại Quan vốn chẳng có gì, nhưng hắn không quen với khẩu khí hống hách, giống như sai bảo người khác vậy, hình như hắn nợ người đó không bằng, nếu như là trước kia, Trương Đại Quan nhất định bảo gã cút sang một bên, nhưng gần đây tính khí Trương Dương khá tốt, hắn chẳng muốn gây chuyện, hơn nữa, hắn vốn ngồi ở khoang thường, chứ chỗ ngồi không phải ở đây. Trương Dương chuẩn bị đổi cho gã, nhưng người đàn ông đó lại tính gấp,
thấy Trương Dương không ngay lập tức đứng lên, gã liền trợn mắt nói, tôi nói gì anh không nghe thấy à, đi bên đó đi. Trương Dương giờ mới phát hiện ra rằng đằng sau gã còn hai người phụ nữ, một trong số đó rất xinh đẹp, khí chất bất phàm, trên mặt đeo kính râm, che đi một nửa khuôn mặt, giống như minh tinh vậy, có lẽ đó là một minh tinh. Cô thấy Trương Dương nhìn mình, liền chau chau mày, quay mặt đi một bên, nói nhỏ, đáng ghét. Trương Đại Quan rất có duyên phụ nữ, bị phụ nữ ghét là lần đầu, hơn nữa hắn cũng không chủ động gây sự với người ta sao lại bị ghét chứ. Người đàn ông tức giận nói, anh nhìn cái gì? Tôi nói gì anh không nghe thấy sao? Trương Đại Quan cười, hắn giả vờ ngốc, chỉ vào tai mình, rồi lại chỉ vào miệng mình, ngụ ý hắn không nghe thấy và cũng không nói được. Người đàn ông đó ngớ người, gã nhìn Trương Dương, rồi thở dài, thật là đen đủi, sao lại gặp phải một tên câm chứ? Cô gái đứng bên cạnh mím mím môi, bình thường tôi quen ngồi vị trí đó rồi. Lúc này Tiếu Thuần đưa nước đến cho Trương Dương, thấy dường như có tranh chấp, cô vội đến hỏi tình hình. Rồi cười nói, mời các vị ngồi bên này, tôi sắp xếp giúp mọi người. Cô đưa nước cho Trương Dương, rồi cười nói, mời anh dùng. Trương Đại Quan nói một câu, cảm ơn. Vốn dĩ mấy người đó đã định rời đi, nhưng câu cảm ơn này của Trương Đại Quan làm họ nghe thấy rất rõ ràng. Người đàn ông quay ngoắt đầu lại, hai mắt lạnh lùng nhìn Trương Dương, mẹ kiếp, anh cố tình giả vờ câm điếc à. Ánh mắt Trương Đại Quan lạnh lùng. Tiếu Thuần vội vàng đến khuyên giải. Khó khăn lắm mới khuyên người đàn ông đó bình tĩnh lại, cô gái giống như minh tinh ở bên cạnh cũng lên tiếng trách, không biết bây giờ mọi người làm sao rồi. Người bình thường không thích làm, mà lại thích giả câm giả điếc. Trương Đại Quan mặc dù không ngồi máy bay được mấy lần, nhưng hắn vẫn biết về một số quy tắc trên máy bay, nếu như hắn không kìm được lửa giận, đánh nhau ở đây, thì sợ rằng mọi người đều không đi được. Trương Dương rất có công đức xã hội, hắn nhớ mối thù này, về sau sẽ tính. Người đàn ông đó cứ mắng chửi không ngừng, đến tận khi máy bay cất cánh mới im miệng. Trương Dương nhắm mắt, không thèm nghe. Sau khi máy bay cất cánh không lâu hắn ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ, đó là Tiếu Thuần đến, Tiếu Thuần khom lưng, nói đầy xin lỗi, xin lỗi. Trương Dương cười nói, chuyện nhỏ thôi mà, tôi không để tâm đâu. Tiếu Thuần nói nhỏ, người đó là Nhạc Uyển Phi, đại minh tinh, gần đây mới bắt đầu nổi tiếng, trước kia đến Bắc Cảng tham gia một hoạt động đại diện. Làm rất hoành tráng, hai người kia là trợ lý của cô ấy, lần này là ít rồi, trước kia tôi từng thấy cô ấy mang theo 7-8 người trợ lý. Trương Dương cười nói, đại minh tinh gì chứ, chẳng có chút khí chất gì hết, còn không xinh đẹp bằng cô. Một câu nói làm cho Tiếu Thuần đỏ mặt, Tiếu Thuần nói, tôi làm sao so bì được với người ta chứ. Trương Đại Quan chẳng cần phải chấp với một diễn viên làm gì, bình thường hắn rất ít xem những tin tức về giới nghệ sĩ. Có điều Nhạc Uyển Phi hắn cũng từng nghe nói đến, hèn chi cảm thấy hơi quen. Từ Bắc Cảng đến Kinh Thành chỉ cần một tiếng đồng hồ là đến nơi, Trương Dương đi lấy hành lý, bước xuống máy bay, Tiếu Thuần tiễn hắn ở cửa. Trương Dương đưa danh thiếp của mình cho Tiếu Thuần nói, có thời gian thì đến Tân Hải tìm tôi mời cô ăn cơm. Tiếu Thuần cười nói, được, nhất định. Đằng sau vang lên một âm thanh lạ lùng, tiếp viên hàng không được phép liếc mắt đưa tình trong thời gian làm việc sao. Thật là tiện quá. Trương Đại Quan quay đầu nhìn, quả nhiên là trợ lý của Nhạc Uyển Phi, Tiếu Thuần bị họ nói cho đỏ mặt, có điều cô vẫn mỉm cười cúi chào. Trương Dương cũng không chấp, bước nhanh bỏ lại họ đằng sau. Trương Dương bước khỏi sân bay, hắn không thông báo người đến đón hắn, mà tự mình bắt xe taxi, chuẩn bị đến bệnh viện Bích Thủy Đàm. Lái xe lái khỏi sân bay, đi theo đường cao tốc men theo sân bay, khi vào đường hầm cao tốc, đột nhiên có một chiếc xe ben tăng tốc vượt họ. Đến trước chiếc xe taxi rồi thắng gấp, lái xe taxi sợ đến độ vội vàng đạp thắng, sau khi xe dừng lại, chỉ còn cách chiếc xe đằng trước không đến 20cm, chút nữa là đâm nhau. Lái xe taxi muốn chửi, nhưng nhìn thấy có bốn người đàn ông cao lớn bước xuống, ngay lập tức liền nuốt vào trong. Trương Dương nhận ra một trong số đó là trợ lý của Nhạc Uyển Phi, ngay lập tức liền hiểu ra, đám người này đến là vì hắn. Nhìn đám đàn ông sát khí đằng đằng bước đến. Trương Đại Quan cảm thấy thật sự ngán ngẩm, hôm nay hắn đã nhẫn nhịn nhiều rồi, không định tính toán với cô minh tinh nhỏ này, nhưng không ngờ đám người này lại bám theo hắn quá dai, đến tận đây để gây phiền phức. Thế giới này sao thế nhỉ? Con người đã trở nên điên cuồng như vậy từ bao giờ, chỉ cần một lời không hợp là có thể ra tay đánh nhau. Trương Đại Quan tự hỏi mình đã lưu manh lắm rồi, không ngờ còn có người lưu manh hơn hắn nữa, còn rất nhiều người thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực như hắn. Một người nếu đặt vị trí của mình quá cao dễ xảy ra vấn đề,
vị trợ lý của Nhạc Uyển Phi này tên là Cảnh Thái, là anh họ của cô ta, tiểu tử này trước kia đã là tên lưu manh trong xã hội, đánh nhau rất nhiều, sau này vì em họ trở thành minh tinh, bên cạnh thiếu những nhân vật có thể dốc sức, vì vậy đã mời gã đến, nói thực thì Cảnh Thái cũng đã giúp không ít, gặp phải đám ong phóng viên, gã luôn đánh mở đường máu. Nhạc Uyển Phi càng nổi tiếng, thì càng nhận được sự quan tâm của các phóng viên, vì vậy Cảnh Thái cũng trở thành nhân vật không thể thiếu bên cạnh cô ta. Nhưng cô ta ngày càng nổi tiếng lại ngày càng hống hách, coi trời bằng vung, và loại trợ lý như Cảnh Thái cũng coi mình hơn người khác một bậc. Vì vậy hôm nay sau khi bị Trương Dương cự tuyệt đổi chỗ, gã rất tức giận, sau này biết được Trương Dương cố tình giả câm giả điếc, hắn càng không nuốt nổi cục giận này. Vốn dĩ Cảnh Thái nói vài câu mát mẻ cũng thôi, nhưng ra khỏi sân bay vừa vặn nhìn thấy Trương Dương bắt xe taxi, trong khái niệm của gã, người hơi có chút thân phận đều có xe riêng đưa đón, nhìn thấy Trương Dương bắt xe. Gã tưởng lầm rằng Trương Dương là người bình thường, hắn có thể ngồi được ở khoang hạng thương gia, là vì quen với tiếp viên hàng không, hơn nữa lần này rất nhiều người đến đón Nhạc Uyển Phi, nhân cơ hội người đông, gã muốn báo thù. Cảnh Thái chỉ vào Trương Dương trong xe rồi nói, mẹ kiếp, ra đây. Trương Đại Quan thở dài, hắn chậm chậm bước ra khỏi xe taxi, vừa ra ngoài đã bị bốn tên đàn ông vây lấy, Cảnh Thái giơ tay tóm lấy cổ áo hắn. Trương Đại Quan để gã tóm. Đến tận bây giờ Trương Dương vẫn không nghĩ xong có nên đánh tên này một trận hay không, dù sao thì hắn đến kinh thành là để làm việc, chứ không phải là để gây phiền phức. Cảnh Thái nói, giờ mày nghe thấy rồi à, còn giả câm giả điếc nữa hay không? Trương Dương không nói gì, cười hì hì nhìn Cảnh Thái. Mẹ kiếp, còn cười à, lá gan mày to quá nhỉ, biết tao là ai không? Trương Dương lắc lắc đầu. Đồng bọn của Cảnh Thái nói, mẹ kiếp, giả vờ giả vịt à. Cảnh Thái giơ tay đấm vào mặt Trương Dương, Trương Đại Quan có nhịn cũng không thể nhịn để gã đấm lên mặt mình, hắn vung người, thoát khỏi tay Cảnh Thái cảm thấy tay mình trơn tuột, Trương Dương đã thoát ra rồi, cú đấm này của gã không trúng mục tiêu. Gã tức giận nói, mẹ kiếp còn dám né à, tao đánh chết mày. Bốp, mắt mũi quay cuồng, một cú tát như trời giáng đã rơi lên mặt gã, làm cho Cảnh Thái quay tròn một vòng, ôm lấy gương mặt sưng vù, lúc này mới ý thức được mình đã gặp phải một Diêm Vương sống. Trương Đại Quan không ra tay thì thôi, đã ra tay thì không bỏ sót một tên nào, hắn vừa đánh vừa đá, ngay lập tức bốn tên đàn ông đều bị hắn đánh ngã lăn quay. Lại có ba người nữa từ trên xe đi xuống, một trong số đó là nữ minh tinh Nhạc Uyển Phi, cô ta đi xuống không phải là để giúp đánh nhau, thật ra nhìn thấy Trương Dương ra tay nhanh như chớp, ngay lập tức đánh ngã bốn tên đàn ông, ba người trong xe đã hiểu, dù là ba người họ có xông lên thì cũng không phải là đối thủ của người ta. Nhạc Uyển Phi vẫn rất khí thế, cô ta xuống xe liền kêu, sao anh lại đánh người? Mau dừng tay lại cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát bây giờ. Cô ta thật là có lý lẽ. Trương Đại Quan sao có thể bị cô ta dọa được, hắn trừng mắt, chỉ vào Nhạc Uyển Phi rồi mắng, mẹ kiếp, cô im miệng lại cho tôi, còn kêu nữa có tin tôi đánh cả cô không? Nhạc Uyển Phi bị Trương Đại Quan hét đến độ mặt trắng bệch ra. Vị lái xe taxi vừa rồi giờ rất mạnh bạo. Chỉ vào đám người Cảnh Thái nói, mẹ kiếp, đám này làm gì vậy chứ? Người ta đã nể mặt rồi còn không muốn à? Người lái xe cũng là người hiểu chuyện, biết bên nào mạnh bên nào yếu. Gã phụ họa theo vài câu, bên Nhạc Uyển Phi đã bị uy thế của Trương Đại Quan áp chế, đương nhiên không dám nói gì nhiều, có điều Nhạc Uyển Phi thầm gọi một cuộc điện thoại. Lái xe nói, các anh em, đi đi, nếu cảnh sát đến là phiền lắm. Trương Dương gật gật đầu, lên xe taxi. Người lái xe đạp ga rồi vọt qua bên cạnh người Nhạc Uyển Phi, chiếc xe làm nổi lên một trận gió, thổi tốc váy của Nhạc Uyển Phi. Người lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, rồi vui vẻ nói, màu đen. Trương Đại Quan vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiên như vậy, Nhạc Uyển Phi mặc một chiếc quần nhỏ màu đen, trận gió này làm tất cả lộ ra hết, đúng là đôi chân rất đẹp. Chuyện xảy ra trên đường này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng Trương Dương, xã hội đang phát triển, một bộ phận người đã giàu lên. Thu nhập kinh tế ngày càng cao, tâm thái con người cũng có những thay đổi tương ứng, loại người như Nhạc Uyển Phi không hề hiếm. Trương Dương gọi điện cho La Tuệ Ninh, nói với bà rằng hắn đã đến kinh thành. La Tuệ Ninh nói, mẹ bảo Lý Vĩ đến đợi con ở cổng bệnh viện, rồi đưa con đi gặp Hà Trường An. Vì thân phận của La Tuệ Ninh, nên nhất cử nhất động của bà đều được rất nhiều người chú ý, do vậy bà không tiện tự mình xuất hiện. Từ sau khi Hà Trường An bị bệnh, mặc dù bà luôn quan tâm đến người bạn cũ Hà Trường An, nhưng bà chưa từng đi đến bệnh viện. Trương Dương đến trước cửa bệnh viện Bích Thủy Đàm,
nhìn thấy Lý Vĩ quả nhiên đã đứng ở cửa đợi hắn, hắn trả tiền cho xe taxi, rồi kéo túi hành lý đi về phía Lý Vĩ. Lý Vĩ gật gật đầu với gã. Trương Dương nói, tình hình thế nào rồi? Lý Vĩ nói, không lạc quan được, phát bệnh nhanh quá, bác sĩ đã phát thông báo bệnh nguy kịch rồi. Chương 1828, lên kế hoạch hành động 1. Trương Dương nói, tôi đi xem. Lý Vĩ nói, tôi đã nói với bên cảnh sát rồi, họ cho anh thời gian 10 phút để gặp nhau. Trương Dương gật đầu nói, ý thức của Hà Trường An vẫn tỉnh táo chứ? Lý Vĩ nói, nghe nói lúc tỉnh lúc hồ đồ. Tình hình của Hà Trường An nghiêm trọng hơn so với Lý Vĩ nói, nằm trên giường nhắm hai mắt, sắc mặt vàng héo, thở mệt mỏi, có thể để Trương Dương gặp mặt Hà Trường An là đã nể mặt hắn lắm. Hai người cảnh sát đứng ngay đằng sau Trương Dương, để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, còn một lý do nữa là để chú ý xem Trương Dương nói gì với Hà Trường An. Trương Dương đến bên giường, giơ tay giờ vào tay Hà Trường An, phát hiện một tay còn lại của y bị còng vào giường, Trương Dương chau mày nói, người ta đã bệnh thành thế này rồi, có cần phải còng ông ấy nữa không? Hai cảnh sát trả lời rất kiên quyết, mệnh lệnh của lãnh đạo. Mạch của Hà Trường An rất yếu, giống như nước hồ bị ngưng trệ vậy, Trương Dương ngầm truyền vào nội lực của hắn, đi khắp kinh mạch Hà Trường An. Hà Trường An chậm chậm mở hai mắt, trong mông lung, y nhìn thấy gương mặt Trương Dương, y cố gắng mở to hai mắt, đến tận khi hình ảnh rõ ràng hơn một chút, mới thở một hơi nói, cháu đến rồi, tiếng nói đầy mệt mỏi, và cũng có niềm xúc động mà Trương Dương có thể cảm nhận được. Trương Dương gật đầu nói, bệnh thật nặng. Hà Trường An ho một tiếng rồi nói, bệnh đến như núi đổ, chú cũng không biết tại sao, xem ra đến đây là chú không bước tiếp được nữa rồi. Trương Dương cười nói, sao thế được? Giờ điều kiện chữa bệnh tốt như vậy, bệnh gì mà chẳng chữa được. Hà Trường An lắc đầu, không cãi được mệnh trời. Y nhìn hai cảnh sát sau lưng Trương Dương, rồi thở dài nói, không ngờ chú còn không có quyền nói chuyện riêng. Y nghỉ một lúc, nghe thấy Trương Dương nói, chú cứ thoải mái đi, bệnh của chú không quá nặng đâu. Hà Trường An nhìn thấy hai cảnh sát đằng sau Trương Dương không có phản ứng gì, rồi lại nghe Trương Dương nói tiếp, cháu nói chuyện họ không nghe thấy. Hà Trường An không biết rằng, Trương Đại Quan dùng truyền âm nhập mật để nói chuyện với y, mặc dù hai cảnh sát đứng rất gần, nhưng lại không nghe thấy gì cả. Hà Trường An thấp giọng nói, việc chú bị bệnh có phải rất nhiều người biết rồi không? Trương Dương hiểu ý của y, thấp giọng nói, chú yên tâm, cháu đang liên lạc với Manh Manh. Nếu cô ấy về nước, cháu sẽ cố gắng giữ an toàn cho cô ấy. Hà Trường An nắm chặt tay Trương Dương, đây là một trọng trách, Trương Dương gật đầu. Hà Trường An nói, vốn chú định tháng này đi thăm cháu trai, để tổ chức sinh nhật cho nó, xem ra, thái độ của y rất buồn, vốn dĩ đã nói rằng kỳ nghỉ hè này sẽ cùng chơi với Tần Hoan, giờ đây xem ra đã trở thành mơ tưởng rồi. Trương Dương An ủi y, các cụ có câu, còn nước còn tát. Chỉ cần chú giữ sức khỏe, thì còn rất nhiều niềm vui, an tâm dưỡng bệnh, đợi bệnh khỏi rồi thì tích cực cải tạo. Cháu tin rằng không bao lâu chú sẽ lại giành được tự do. Trương Đại Quan dùng 10 phút này để chữa bệnh cho Hà Trường An, truyền nội lực của mình vào trong kinh mạch Hà Trường An. Đây cũng là lựa chọn duy nhất hiện tại. 10 phút trôi qua rất nhanh, hai người cảnh sát ngụ ý bảo Trương Dương rời đi. Trương Dương nắm tay Hà Trường An thấp giọng nói, hãy hứa với chú. Trương Dương biết y muốn nói gì, liền gật mạnh đầu. Hà Trường An nói, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Thiên Chỉ tiên sinh vẫn còn sống. Tôi mời hai người đi câu cá, cháu còn tặng chú một bức chữ. Trương Dương cười nói, cháu còn nhớ. Hà Trường An nói, thật muốn trở lại lúc đó. Thời gian không bao giờ trở lại, Trương Đại Quan bước khỏi bệnh viện, hắn buồn vì vật đổi sao rời, buồn vì tình người đạm bạc. Điều Hà Trường An lo lắng cũng chính là điều hắn lo lắng nhất, Tần Manh Manh sau khi biết cha Lâm bệnh nặng, liệu có bỏ qua tất cả để đến thăm y không? Sau khi Hà Trường An được hắn chữa cho ngày hôm nay, bệnh tình đã chuyển biến rất nhiều, ít nhất không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, một vài người liệu có lợi dụng bệnh tình của Hà Trường An để đưa Tần Manh Manh vào chồng hay không? Điều làm Trương Dương buồn là, hắn không thể liên lạc được với Tần Manh Manh, hắn lo rằng Tần Manh Manh đang trên máy bay từ Mỹ về nước, trong thời gian này hắn không thể liên lạc với cô. Nhưng nếu Tần Manh Manh thật sự về, thì tại sao không chủ động liên lạc với hắn? Lý Vĩ đợi Trương Dương ở chiếc xe Jeep dưới lầu, sau khi Trương Dương lên xe, gã thấp giọng nói, tôi đã quan sát rồi, không ai đi theo anh. Trương Dương nói, tôi đâu có làm gì bất hợp pháp, có người theo dõi cũng chẳng sợ. Lý Vĩ nói, phu nhân bảo tôi đưa anh đi gặp bà.
Trương Dương gật đầu rồi nói, đúng lúc tôi cũng đang có chuyện muốn nói với bà. Lý Vĩ khởi động xe. La Tuệ Ninh hẹn gặp Trương Dương tại biệt vườn Hương Sơn của Thiên Chỉ Tiên Sinh trước đó, điều này làm cho Trương Dương ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ hắn tưởng bà sẽ hẹn hắn gặp mặt ở Văn Gia. Đến biệt vườn Hương Sơn, nhìn thấy nơi đây đã xây dựng lại, hắn nhớ đến trận đại chiến của mình với Văn Linh, làm sụp đổ tất cả, không ngờ bây giờ đã xây lại nhanh như vậy. La Tuệ Ninh đứng ở hồ cá cho cá ăn, những con cá này đều là do bà mua trước đó không lâu. Trương Dương đến bên cạnh bà, cung kính nói, mẹ nuôi. La Tuệ Ninh nói, từ sau khi tiên sinh mất, nơi đây chẳng còn sức sống. Mặc dù đã cho con nơi đây, nhưng con lại rất ít đến, nếu không phải là Trần Tuyết thường xuyên đến đây dọn dẹp, thì nơi này có lẽ cỏ đã mọc dày rồi. Trương Dương cười. La Tuệ Ninh nói, gần đây Trần Tuyết cũng không hay đến nữa rồi, ta đã mua ít cá thả vào hồ, ít nhiều cũng tăng thêm ít sức sống. Trương Dương nhìn những con cá trong hồ, trông rất náo nhiệt, hắn cười nói, con còn công việc, không thể đến thường trú ở đây, về sau con tìm người, chuyên đến để bảo vệ chỗ này. La Tuệ Ninh lắc đầu nói, tiên sinh không thích người lạ đâu. Bà vứt hết chỗ thức ăn cá xuống hồ, quay ra nhìn sang Trương Dương. Trên mặt La Tuệ Ninh không có một nụ cười, ánh mắt vẫn sáng trong sắc sảo như cũ, làm cho Trương Đại Quan cảm thấy chột dạ, hắn ho một tiếng, mượn cớ trốn khỏi ánh mắt của La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh nói, ta nghe nói con và Hạo Nam gần đây có chút chuyện không vui. Trương Dương nói, chỉ là chút hiểu lầm thôi, nói ra thì phải trách con, là con đã hiểu lầm anh Hạo Nam. La Tuệ Ninh thở dài, mẹ thật sự không muốn nhìn hai anh em con xảy ra mâu thuẫn. Trương Dương cười nói, mẹ yên tâm đi, việc này đã xong rồi, nếu không phải là anh Hạo Nam giúp con, thì có lẽ phiền phức lần này của con rất lớn. La Tuệ Ninh nói, nghe con nói vậy mẹ yên tâm rồi, có điều mẹ nghe nói có người chạy đến Trung Kỷ ủy để kể tội con. Trương Dương nói, chẳng có việc gì lớn, mẹ nuôi, mẹ không phải lo đâu. La Tuệ Ninh kéo tay Trương Dương vào ngồi trong chiếc ghế đá ở vườn, dưới ánh chiều tà, Trương Dương phát hiện ra trên mái tóc La Tuệ Ninh đã có nhiều sợi bạc, hắn quan tâm nói, mẹ, gần đây tóc mẹ bạc nhiều rồi. La Tuệ Ninh mỉm cười, tóc mẹ đã bạc từ lâu rồi, trước kia mẹ luôn nhuộm tóc, gần đây con người cũng trở nên lười rồi, không muốn làm gì cả. Trương Dương nói, con viết cho mẹ một đơn thuốc, có lẽ cải thiện được một chút. La Tuệ Ninh nói, ra rồi. Thanh xuân đã đi không bao giờ trở lại, chẳng ai có thể sống lại được từ đầu, con nói xem có phải không. Trương Đại Quan đã được sống lại đương nhiên không tán thành cách nói này của La Tuệ Ninh, nhưng ngoài hắn, còn có ai có được cơ ngộ như hắn. Hắn đột nhiên nhớ đến Văn Linh, từ sau khi Văn Linh bị hắn phế võ công, rất ít khi xuất hiện lại trước mặt hắn. Trương Dương nói, gần đây không gặp chị Linh. La Tuệ Ninh nói, gần đây nó thích hội họa và thêu thùa, kệ nó vậy, muốn làm gì thì làm. Trương Dương cười nói, con người phải có chút sở thích mà. La Tuệ Ninh thở dài nói, hai đứa con của ta thật sự đáng lo, ta ngày càng già đi, đã không thể nào quản được chúng nó nữa rồi. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, mẹ còn trẻ mà, hai mẹ con ta đi cùng nhau ngoài đường, nhất định mọi người sẽ tưởng là hai chị em đấy. La Tuệ Ninh cười nói, tiểu tử này, con chỉ biết nói linh tinh thôi, già là già, con đừng nịnh mẹ nữa. Nói xong bà thở dài nói, hai đứa đó. Con chẳng muốn nịnh mẹ nữa. Trương Dương nói, mẹ nuôi, con nói cho mẹ một việc vui, con và Yên Nhiên quyết định rồi, cố gắng tổ chức kết hôn vào Tết Tây năm nay. La Tuệ Ninh cười nói, mẹ biết rồi, có điều hai đứa bây nói lời chẳng giữ lấy lời, phải đợi đến bao giờ hai đứa lấy nhau thật, mẹ mới tin. Trương Dương nói, mẹ đừng lo nữa, mẹ cứ chuẩn bị quà cho chúng con là được rồi. La Tuệ Ninh nói, nhất định không thể thiếu quà của tụi con đâu. Rồi bà nói sang Hà Trường An, lão Hà thế nào rồi? Trương Dương nói, bị bệnh, nhưng có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. La Tuệ Ninh nói đầy luyến tiếc, ông ấy khôn cả đời, nhưng lại không hiểu kinh doanh phải có mức độ, đến cuối cùng lại thế này, thật là làm người ta tiếc nuối. Trương Dương nói, con không hiểu việc làm ăn, nhưng con luôn cảm thấy rằng trên thế giới này không có người làm kinh tế nào lại không có chút lươn lẹo. La Tuệ Ninh nói, ông ấy đã phạm hai sai lầm, thứ nhất, không nên kinh doanh bất hợp pháp, thứ hai, dùng người không thích hợp, Lý Đông Sơn lần này suýt nữa cắn chết ông ấy, may mà đến cuối cùng đã thay đổi, nói ra sự thật. Trương Dương nói, nếu theo luật thì chú Hà bị ngồi tù mấy năm. La Tuệ Ninh nói, khoảng 5 năm, vấn đề của ông ấy nằm ở thời gian trước, những năm gần đây thì không có vấn đề gì.
Trương Dương gật đầu, đầu óc hắn nghĩ một lúc, có lẽ hắn có thể lặp lại chiêu cũ, dùng cách giúp Phạm Tư Kỳ để giúp Hà Trường An. La Tuệ Ninh nói, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, lão Hà đã làm sai, đương nhiên phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm đó. Trương Dương nói, mẹ nuôi, hình như con quen chú Hà ở Bắc Quốc Sơn Trang đúng không? La Tuệ Ninh gật đầu nói, đúng vậy, là ở đó, lúc đó tiên sinh còn sống, chúng ta đi cùng tiên sinh đến đó câu cá. Trương Dương cười nói, con còn nhớ lúc đó con viết cho chú ấy một bức chữ. La Tuệ Ninh nói, con nhớ thật rõ, Hà Trường An lúc đó rất thích bức chữ của con. Trương Dương nói, chú ấy vào tù, có lẽ Sơn Trang đó cũng chẳng có ai lui tới nữa rồi. La Tuệ Ninh không biết tại sao Trương Dương lại đột nhiên nhớ đến chuyện này, Trương Dương không phải là đột ngột hỏi, mà là hôm nay Hà Trường An đã nhắc đến lần đầu gặp mặt, Trương Dương cảm thấy rằng trong đó có chuyện, có lẽ rằng Hà Trường An giấu bí mật gì đó ở Bắc Quốc Sơn Trang. La Tuệ Ninh nói, con cũng đừng đi đến chỗ lão Hà nữa, nếu không con cũng gặp ảnh hưởng. Trương Dương gật đầu, Hà Trường An dù sao thì cũng đang là tội phạm, còn hắn lại là người trong thể chế, nếu đi lại quá nhiều đến chỗ của Hà Trường An. Sẽ bị người trong kỷ ủy để ý, nhớ đâu có vị lãnh đạo nào hứng lên, muốn điều tra quan hệ giữa hắn và Hà Trường An, dù là hắn chưa từng nhận hối lộ gì từ Hà Trường An, nhưng cũng rất phiền toái. La Tuệ Ninh nói, việc con gây ra ở Tân Hải, mẹ đã nói khéo với bên trung kỷ ủy rồi, trách nhiệm của việc này không liên quan gì đến con, thì họ sẽ không xử lý con một cách tùy tiện. Trương Dương nói, mẹ nuôi, thật là ngại quá, mỗi lần xảy ra chuyện đều làm mẹ phải lo lắng. Con đã gọi mẹ là mẹ nuôi, thì đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa. La Tuệ Ninh hơi trách. Trương Dương nói, con luôn cảm thấy mình đã lớn rồi, không nên làm phiền mẹ nữa. Trong mắt mẹ các con mãi là trẻ con. Trương Dương gật đầu đầy cảm động, mẹ nuôi, gần đây cha nuôi đang bận gì thế? Chương 1829, lên kế hoạch hành động 2. La Tuệ Ninh nói, ông ấy bận lắm, tháng sau còn phải đi Bắc Mỹ nữa. Mẹ cũng phải đi cùng ông ấy. Trương Dương cười nói, vậy thì tốt quá, bảo Yên Nhiên đi tìm cha mẹ, để chiêu đãi cha mẹ cho tốt. La Tuệ Ninh nói, dù là con không nói, thì mẹ cũng phải đi gặp con dâu tương lai của mẹ. Lý Vĩ bước vào, buổi tối La Tuệ Ninh còn phải tham dự một buổi tiệc ngoại giao, đương nhiên không thể ăn cơm cùng Trương Dương được. Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ làm việc của mẹ đi, còn ở kinh thành một vài ngày cơ. La Tuệ Ninh nói, có phải đến để mừng thọ tiết lão không? Trương Dương không giấu giếm, hắn gật đầu nói, nếu không có chuyện của chú Hà, con sẽ đến muộn hơn một chút. La Tuệ Ninh nói, đại thọ của tiết lão, ta và cha nuôi của con đều sẽ đến lúc đó, chúng ta hẹn đi cùng nhau nhé. Con cũng lâu rồi không gặp cha con. Trương Dương gật đầu lia lịa. Sau khi La Tuệ Ninh đi khỏi, Trương Dương lại gọi điện cho Tần Manh Manh, vẫn không liên lạc được, Trương Dương nghĩ đi nghĩ lại. Trực tiếp gọi điện cho Trung Trường Thắng ở Mỹ, Trung Trường Thắng sau khi được Trương Dương giới thiệu cho Hà Trường An, luôn phụ trách bảo vệ sự an toàn của hai mẹ con Tần Manh Manh, nhưng câu trả lời của Trung Trường An làm cho Trương Dương thất vọng, giờ đây gã chỉ chuyên bảo vệ sự an toàn của Tần Hoan, còn về Manh Manh, thì gã không chịu trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Trương Dương dựa theo phương thức liên lạc của Lệ Phù cho hắn, phát tín hiệu liên lạc. Một tiếng đồng hồ sau, Lệ Phù gọi điện lại cho hắn. Hẹn hắn gặp mặt tại quán rượu Lock tại Hinh Nguyệt Loan. Trong biệt vườn Hương Sơn vẫn còn một chiếc xe máy hiệu Quang Dương. Chiếc xe này là của Trương Dương tặng cho Trần Tuyết, vì hắn thấy bình thường Trần Tuyết đi lại vất vả, đặt ở đây nói là công cộng, thật ra là để cho Trần Tuyết dùng, nhưng Trần Tuyết chưa từng dùng đến. Biệt vườn Hương Sơn khá hẻo lánh, Trương Đại Quan lần này không lái xe, hơn nữa cũng không ngồi nhờ xe của La Tuệ Ninh, tên này đẩy chiếc xe máy đầy bụi này ra ngoài. May mà chiếc xe máy này vẫn còn khởi động được, đạp mấy lần là đi được rồi. Trình độ đi xe máy của Trương Đại Quan không ra sao cả, hắn lắc lư một lúc mới thích ứng được, xuống dưới núi đổ đầy xăng, rửa xe, rồi lái chiếc xe máy màu hồng này đến Hinh Nguyệt Loan. Ti đi lái xe một tiếng đồng hồ mới đến quán rượu Lock mà Lệ Phù nói, còn lâu nữa mới đến thời gian gặp mặt, ti đi đến quán mì bên cạnh ăn một bát mì. Màn đêm buông xuống, quán rượu bắt đầu sáng đèn, Trương Đại Quan đã lấp đầy bụng. Bước vào trong quán rượu, hắn tìm một chỗ khuất người rồi ngồi xuống, gọi một cốc bia, vừa nhấm nháp, vừa thưởng thức âm nhạc. Xem ra việc làm ăn của quán rượu rất tốt, hơn nữa khách đến đây đa phần đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Những gương mặt phương Đông như ti đi giờ lại trở nên hiếm hoi, người phục vụ cũng là người nước ngoài, nói tiếng Anh rất chuẩn.
Trình độ tiếng Anh của Trương Đại Quan đã khá hơn nhiều, những cuộc đối thoại thường nhật bằng tiếng Anh hắn đều có thể nói được. Đợi hơn 20 phút trong quán rượu, vẫn không thấy Lệ Phù đến, Trương Đại Quan hơi khó chịu nhìn đồng hồ, lúc này trong quán rượu đã vang lên tiếng nhạc dập dình, người phương Tây thoải mái hơn rất nhiều người đã lắc lư theo điệu nhạc. Một cô gái tóc vàng mắt xanh lắc mông đến bên cạnh Ti Đi, móc móc ngón tay với hắn, Trương Đại Quan tìm thấy ánh mắt quen thuộc trong đôi mắt xanh của cô gái người Tây này, hắn nhận ra cô gái này chính là Lệ Phù đóng giả thành, thật ra Lệ Phù vốn là con lai, nguồn gen phương Tây càng chiếm ưu thế trên cơ thể cô, Trương Đại Quan đứng dậy, cùng khiêu vũ với Lệ Phù. Hai người càng nhảy càng gần, đến cuối cùng ôm lấy nhau, mặt sát vào nhau, Trương Đại Quan ôm lấy eo Lệ Phù, thấp giọng nói, em nhuộm tóc vàng, anh suýt nữa thì không nhận ra đấy. Lệ Phù cười đánh vào vai hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt xanh như hải dương nhìn hắn đắm đuối, tìm em gấp thế, là vì chuyện gì? Ti Đi ôm lấy cô lắc lư dần ra khỏi đám người, thấp giọng nói về chuyện của Hà Trường An. Lệ Phù nói, anh lo lắng cô ấy sẽ về. Ti Đi nói, anh đoán rằng có người cố ý đồn tin Hà Trường An bị bệnh nặng ra ngoài, chỉ cần cô ấy quay về nhất định sẽ rất phiền phức. Lệ Phù chau chau mày nói, họ đối xử với Hà Trường An như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn lấy tài sản của Hà Trường An sao? Cô ngay lập tức lắc đầu nói, anh không cảm thấy việc này hơi kỳ lạ sao? Ti Đi nói, anh không để ý được nhiều đến thế, cô ấy là em gái nuôi của anh, Tiểu Hoan là con trai nuôi của anh cần đảm bảo cho hai mẹ con cô ấy được an toàn. Lệ Phù nói, khi anh gặp Hà Trường An, ông ấy có nói điều gì không? Ti Đi lắc đầu, khi hắn gặp mặt Hà Trường An, từ đầu đến cuối đều có cảnh sát giám sát, ngoài ám thị về Bắc Quốc Sơn Trang mà Hà Trường An cho hắn biết, thì y không nói thêm gì cả. Lệ Phù nói, em sẽ bảo người điều tra về những người xuất nhập cảnh, chỉ cần phát hiện ra cô ấy, sẽ lập tức bảo vệ cô ấy ngay. Ti Đi nói, có tin tức của cô ấy, em phải báo cho anh ngay nhé. Lệ Phù gật đầu, nói nhỏ, đi đi. Hai người rời khỏi quán rượu lóc, Lệ Phù nhìn thấy chiếc xe máy của Ti Đi liền bật cười. Ti Đi nói, em cười gì vậy? Lệ Phù nói, anh lấy ở đâu ra thế? Anh định đưa em đi ngắm cảnh đêm ở Kinh Thành sao? Trương Đại Quan nói, đi xe số vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Hắn ngồi lên xe, Lệ Phù ngồi đằng sau hắn, Trương Đại Quan tăng tốc, rồi nhanh chóng đạp thắng. Cơ thể Lệ Phù vì quán tính nên đổ sát vào người Ti Đi, cô cười đánh vào lưng Ti Đi. Em ngồi cho vững vào. Trương Đại Quan lại cố ý làm lại, Lệ Phù lần này đã có phòng bị, nên trực tiếp đổ vào người hắn. Trong tiếng cười của hai người, Trương Đại Quan lái xe hòa vào dòng người. Ngọn gió đêm ấm áp làm say lòng người, Ti Đi nói, nhà đầu, hai chúng ta có phải là tìm một nơi để hưởng thụ đêm nay không? Lệ Phù nói, buổi tối em còn có việc. Việc gì vậy? Lệ Phù nói, anh quên rằng anh vừa giao nhiệm vụ cho em sao, anh đưa em đến Đức An Môn. Trương Đại Quan thở dài đầy thất vọng, trời thanh gió mát thế này đáng lẽ phải là một đêm lãng mạn mới đúng. Lệ Phù cười nói, sao em lại cảm thấy đây là một đêm đen tối muốn giết người nhỉ? Trương Đại Quan nói, xì, anh muốn giết em lắm, muốn nuốt cả xương cốt em luôn ấy chứ. Lệ Phù mắng, anh độc ác thật đấy. Hai tay cô ôm Ti Đi chặt hơn nữa, rồi thấp giọng nói, còn chẳng biết ai ăn ai đâu. Trương Đại Quan cười, thật sự vậy, thường thì hắn là người bị ăn. Lái xe máy đèo theo con gái vốn là một việc rất bình thường, nhưng lái một chiếc xe màu hồng, đèo theo một cô gái tây mắt vàng tóc xanh thì lại không bình thường. Dù là trong dòng xe tấp nập của Kinh Thành, nhưng vẫn chú ý không ít ánh nhìn. Một chiếc xe ô tô màu đen chạy qua người họ, xe đi chậm lại, rồi thả cửa xe xuống, một người thanh niên thò đầu từ ghế phụ, huýt một hơi sáo dài, rồi nói về phía Ti Đi, được lắm, tiểu tử, tán được cả gái Tây, thật là vinh danh người Trung đấy. Trương Đại Quan cười. Thật ra câu này vốn chẳng có gì, nhưng tên này lại nói tiếp một câu, này người anh em, cảm giác ngủ với gái Tây thế nào? Lông ở dưới có phải là màu vàng không? Lệ Phù vốn không phải loại thường, vừa nghe câu này, ngay lập tức đã nổi giận, cô cởi một chiếc giày cao gót ném ra đằng đó, chiếc giày xoay vù vù trong không trung, tiểu tử đó nhìn thấy một vật đen xì bay đến, muốn rút đầu vào trong nhưng không còn kịp nữa, chiếc giày đập bốp vào mũi gã, lần này không hề nhẹ. Ngay lập tức làm gã hoa mắt, gã kêu lên, ông bà ông vải nhà mày. Chiếc giày cao gót này của Lệ Phù đã gây rắc rối, chiếc xe gôn quay hướng chặn trước chiếc xe của họ, đằng sau còn 5 chiếc xe nhỏ nữa cùng vây lại. Trương Đại Quan thở dài rồi nói, nhà đầu, em hà tất phải chấp với lũ lưu manh đó.
Lệ Phù trừng mắt với hắn, anh ngồi im cho em, hôm nay em không thoải mái. Cô xoay người xuống xe, chiếc giày còn lại cũng đã tháo ra, cô đi chân trần qua đó. Trương Đại Quan nhắc nhở đằng sau, em yêu, em ra tay nhẹ nhàng thôi, đừng dính đầy máu lên người. Lệ Phù cười mắng, anh thật là lằng nhằng. Một người đàn ông cao to từ trong xe bước ra, gã chỉ vào mặt Lệ Phù nói, mẹ kiếp, sao cô dám tùy tiện đánh người, trong màn đêm, Lệ Phù đã xông về phía gã, người đàn ông ngớ ra, vì gã không thể ngờ Lệ Phù lại dữ dằn đến thế, việc tiếp theo làm cho gã càng không ngờ đến, Lệ Phù nhảy lên không trung, một chân đã đá vào mặt hắn, làm cho tên này ngã ngửa ra mặt đất, hai tên đồng bọn xông lên muốn giúp, Lệ Phù đá xoay ngược lại, hai người đều bị cô đá ngã ra mặt đất. Tiểu tử bị Lệ Phù ném giày cao gót trúng mặt ôm lấy mũi, trong tay cầm một thanh gậy sắt, muốn xông đến báo thù, nhưng nhìn thấy sức chiến đấu của Lệ Phù, gã sợ đến độ vội vàng kéo cửa xe chui vào trong. Lệ Phù nhặt lại chiếc giày cao gót dính máu của cô, quay người về bên cạnh ti đi, chậm chậm đi hai chiếc giày cao gót, hai chân cô rậm rậm, rồi ngồi lên chiếc xe máy, ôm lấy người ti đi, mặt ép vào lưng ti đi, như chú chim nhỏ gần người vậy. Nếu không nhìn thấy bộ dạng cô ra tay vừa rồi, chẳng ai tin được rằng cô gái tóc vàng xinh tuyệt này lại là một hắc tinh ra tay rất mạnh. Chương 1830, lên kế hoạch hành động 3. Trương Đại Quan thở dài, thật bạo lực quá, con gái mà cũng chẳng chú ý đến hình tượng gì hết. Lệ Phù trách, ai bảo anh không ra tay chứ? Hai người nói chuyện trước bộ dạng chú ý ngớ người của đám côn đồ, sau đó lái xe đi mất, chẳng ai dám ngăn họ lại. Ti đi đưa Lệ Phù đến Đức An Môn. Hai người đã nói xong phương thức liên lạc, rồi lại mỗi người đi một nơi, Ti đi phát hiện ra những cô gái xuất thân từ quốc an đều rất tự do, Lệ Phù như vậy, Tang Bối Bối cũng vậy, tính cách của họ rất độc lập, không yếu đuối như những cô gái khác. Sau khi Trương Đại Quan chia tay Lệ Phù, hắn không về thẳng biệt vườn Hương Sơn, mà đến Bắc Quốc Sơn Trang, tòa Sơn Trang này là Hà Trường An dùng để siêu tầm đồ gia dụng cổ, trước kia Ti đi từng cùng Thiên Chỉ Tiên Sinh đến đây, có điều hắn chỉ đến một lần. Trí nhớ của Trương Đại Quan khá tốt, đến được bên ngoài Sơn Trang. Nhưng nhìn thấy cánh cửa của Sơn Trang đã đóng, bên trên có một tờ giấy, sau khi Hà Trường An xảy ra chuyện nơi này đã bị phong tỏa. Trương Đại Quan dừng xe dưới một cái cây lớn cách Sơn Trang không xa, rồi hắn thầm chui vào chỗ tường của Sơn Trang. Hắn ngước đầu nhìn bức tường, cao khoảng 3 mét, bên trên còn có dây thép chống trộm. Cách phòng trộm như vậy đương nhiên không thể làm khó Trương Đại Quan. Sau khi chắc chắn không có ai, Trương Đại Quan nhún chân nhảy vào trong Bắc Quốc Sơn Trang. Bên trong là một màn đen kịt, trước khi Hà Trường An bắt tay vào việc chuyển dịch tài sản, đã chuyển những đồ sưu tầm ở đây đi gần hết rồi, Ti đi đi theo con đường trong trí nhớ vào nơi Hà Trường An cất những đồ sưu tầm phát hiện chỗ đó cũng đã rời hết đồ. Trong phòng khách của Bắc Quốc Sơn Trang, Ti đi nhìn thấy một bức chữ trên tường, Lam Điền Mỹ Ngọc Sinh Tử Yên, đây chính là bức chữ hắn viết cho Hà Trường An. Hà Trường An có lẽ bắt đầu thích hắn từ lúc đó. Ti đi bước đến, đứng trước bức chữ nhìn kỹ một lúc, mới phát hiện ra rằng bức chữ đó đã có chút thay đổi. Ti đi phát hiện ra rằng phần lạc khoản có một chỗ đề bạt của Hà Trường An, bên cạnh còn có một dấu vân tay nho nhỏ, dấu vân tay này là của trẻ con. Ti đi nhớ đến Tần Hoan, hắn vén bức chữ lên. Đằng sau là một bức tường, xem ra không có gì đặc biệt, hôm nay Hà Trường An đã nhắc đến lần đầu họ gặp mặt, y không phải tự nhiên nhắc đến điều đó. Ti đi ghé tai vào vách tường. Người bình thường có lẽ không nghe ra được gì. Nhưng thính giác của Ti đi rất tốt, sau khi luyện đại thừa quyết xong, hắn đã mẫn cảm hơn rất nhiều với môi trường xung quanh. Trương Đại Quan ngay lập tức cảm thấy trong tường có vật lạ gì đó, nếu là một bức tường chỉnh thể, thì âm thanh truyền đến sẽ không như vậy. Ti đi lùi một bước, đấm lên vách tường, làm cho vách tường lộ ra một lỗ hổng, hắn quả nhiên phán đoán không sai, trong bức tường có một két bảo hiểm. Hà Trường An tuyệt đối là một người vô cùng cẩn thận. Việc này y chỉ tiết lộ cho Ti đi, dù là với con gái ruột y cũng chưa từng nói. Ti đi lấy két bảo hiểm ra, một vấn đề khác bày ra trước mặt hắn, mật mã của két là gì? Hắn nghĩ lại cẩn thận những điều Hà Trường An nói với hắn ngày hôm nay. Những lời cuối cùng Hà Trường An nói có rất nhiều thông tin, y hỏi rằng hắn có nhớ lần đầu gặp mặt không, rồi lại nói sắp đến sinh nhật của Tần Hoan. Ti đi không cho rằng Hà Trường An sẽ nhớ về ngày đầu tiên họ gặp mặt là ngày nào. Nhưng sinh nhật của Tần Hoan thì y lại nhớ rất rõ, Ti đi cũng nhớ, hắn nhập mật mã là sinh nhật của Tần Hoan, rắc một tiếng, két bảo hiểm mở ra, bên trong có một quyển sách có tên, Phiêu, mở ra, bên trên có bút tích của Hà Trường An, tặng con gái yêu của cha.
Ti đi cẩn thận cất quyển sách đi, rồi lại nhìn vào bên trong két bảo hiểm, sau khi chắc chắn không còn gì bên trong nữa, hắn mới ôm két bảo hiểm lên, đến bên ngoài, vứt xuống dưới hồ cá. Sau khi làm xong tất cả việc này, đã là 3 giờ sáng, vì cẩn thận, sau khi Ti đi rời khỏi Bắc Quốc Sơn Trang, hắn đã đi vòng quanh Sơn Trang một vòng, chắc chắn không có ai theo dõi, hắn mới cưỡi lên chiếc xe máy, sau đó trở về biệt vườn Hương Sơn. Ngày hôm sau Ti đi bị một mùi hương thơm phức làm tỉnh giấc, hắn mở đôi mắt, nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ sáng, Ti đi dép bước xuống lầu, đến nhà bếp thì thấy Trần Tuyết đang nấu ăn ở đó. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua lớp kính cửa sổ nhà bếp, bóng người hoàn mỹ của Trần Tuyết đổ trên sàn bếp, Trương Đại Quan đứng dựa vào cửa, cười nhìn cô ấy, giống như nhìn một bức tranh tuyệt mỹ. Trần Tuyết đã nhận ra hắn đến, nhưng không quay đầu nhìn hắn, mà cười nói, anh tỉnh rồi à? Ti đi nói, em đến bao giờ thế? Trần Tuyết nói, hôm nay là thứ bảy, hầu như tuần nào em cũng đến vào hôm nay cả. Cô đập một quả trứng gà vào nồi rất điêu luyện. Một lúc sau cô đã nấu một bát mì thơm phức, rồi mới quay người lại. Ti đi giơ tay ra đỡ lấy bát mì, Trần Tuyết trách anh đánh răng chưa vậy. Trương Đại Quan vui vẻ, gặp em anh vui quá, quên mất đánh răng rồi. Trần Tuyết nói, anh còn không mau đi đi à. Sau khi Ti đi đánh răng rửa mặt xong, hắn ăn bát mì một cách ngon lành, giờ mới phát hiện ra biệt vườn đã được dọn dẹp, hóa ra Trần Tuyết đến từ lúc 7 giờ, và đã dọn dẹp xong tươm tất. Vậy mà hắn ngủ say đến nỗi không phát hiện ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thể như vậy được, dù là hắn đã ngủ say, nhưng khả năng cảm nhận vẫn tốt hơn nhiều so với người bình thường. Có lẽ là Trần Tuyết đã biết rằng hắn đến, nên cố ý hạn chế tiếng động, từ đó có thể thấy rằng võ công của Trần Tuyết đã tiến bộ không ít. Sau khi ăn hết bát mì, Trần Tuyết thu dọn bát đĩa, khi cô vào bếp dọn dẹp, Ti đi cũng đi theo, Trần Tuyết nói, anh cứ đi theo em làm gì vậy? Ti đi nói, lâu lắm rồi không gặp, nhớ em quá. Trần Tuyết vờ như không nghe thấy lời hắn nói, cô nhẹ nhàng đáp, anh nên tập trung tinh thần vào công việc thì hơn. Ti đi nói, nếu như cuộc sống một con người chỉ còn lại công việc, thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Trần Tuyết rửa bát xong đặt lên giá, xắn đôi tay áo lên để lộ ra đôi tay trắng ngần, Trương Đại Quan nuốt nuốt nước bọt, vừa đúng lúc đó, Trần Tuyết quay ra, nhìn thấy thái độ đó của tên này, mặt cô đỏ bừng. Cô lườm sang hắn, anh đến kinh thành không phải là để ngủ nướng chứ? Ti đi nói, không phải, anh đến làm chút việc, chút nữa là phải ra ngoài rồi, đúng rồi, sao em không đến hôn lễ của Triệu Tĩnh vào ngày 1 tháng 5 vừa rồi? Anh tưởng rằng em sẽ đến đó. Trần Tuyết nói hật, em và Triệu Tĩnh chỉ là bạn học bình thường, hơn nữa em cũng không muốn đi quá xa, em đã chúc phúc cho họ rồi. Trương Đại Quan nói, thật ra giữa người với người cần phải liên lạc nói chuyện, sống trong xã hội này. Không thể nào cứ đơn bóng đơn chiếc mãi được. Em cũng cần phải có bạn bè, cũng cần phải có tình cảm, và về sau cũng sẽ có một gia đình thuộc về em. Trần Tuyết tỏ thái độ lạnh nhạt, em không cần bạn bè, nếu như bắt em phải chọn ra một người, thì anh miễn cưỡng có thể coi là một người bạn của em. Trương Đại Quan cảm thấy rất vinh hạnh, thật ra anh rất không muốn trở thành bạn của em, nếu như phần tình cảm của em cần có người lấp chỗ trống, thì anh rất muốn cố gắng hết sức mình. Từ sau cuộc hành trình của hắn và Trần Tuyết tại Tây Tạng, hai người đã có tình cảm với nhau, Trương Đại Quan đương nhiên được voi đòi tiên, thỉnh thoảng lại dùng lời nói trêu chọc Trần Tuyết. Trần Tuyết nói, tình cảm của anh thật là rộng lớn, em hứa với anh, đến khi anh kết hôn, em nhất định sẽ đến. Trương Đại Quan cười hì hì, Trần Tuyết nói, sao anh cười chẳng giống người tốt chút nào vậy? Trương Đại Quan nói, trước đến giờ anh đâu có coi mình là người tốt. Trần Tuyết nói, điện thoại của anh kêu rồi. Trương Đại Quan hơi ngớ người, ghé tai nghe, quả nhiên là có tiếng rung điện thoại trên bàn, không phải vì thính giác của hắn kém Trần Tuyết, mà là hắn đang dồn hết chú ý lên người Trần Tuyết, bỏ qua những động tĩnh khác, mặc dù vậy, thính giác của Trần Tuyết cũng rất tốt, điện thoại đặt trong phòng ngủ của Ti đi, hơn nữa lại ở chế độ rung, vậy mà cô đứng trong nhà bếp vẫn nghe thấy rõ mồn một. Ti đi về phòng, đối phương đã gác máy, cuộc gọi này là của Tiết Vĩ Đồng. Ti đi gọi lại cho cô, điện thoại vừa thông. Tiết Vĩ Đồng đã trách móc, anh ba, anh sao vậy chứ, sao đến kinh thành trước mà không nói cho em biết. Ti đi cười nói, anh chẳng phải cũng vừa mới đến hay sao. Tối qua bị mẹ nuôi anh gọi đi hỏi chuyện, hôm nay còn công vụ phải làm nếu như anh nhớ không nhầm thì còn 3 ngày nữa mới đến đại thọ của Tiết lão. Tiết Vĩ Đồng nói, em còn tưởng rằng anh đến kinh thành sớm là để giúp em kìa, hóa ra là đi làm công vụ à. Ti đi nói, anh đâu còn cách nào. Người ở trong quan trường đâu tự quyết định được chuyện của mình,
mấy ngày nay anh bận vô cùng, thế này đi, đợi anh làm xong việc, anh sẽ chạy ngay đến giúp em. Tiết Phí Nồng nói, chẳng hy vọng được gì ở anh, trước thứ ba tuần sau anh nhất định phải làm xong mọi việc, để toàn tâm toàn ý giúp em đấy. Ti Đi cười nói, nhất định, nhất định. Hắn gác điện thoại, nhớ đến hôm nay phải đến chỗ Kiều Lão một chuyến. Kiều Mộng Viện đã nhờ hắn đưa cho Kiều Lão ít quần áo, hắn phải đích thân mang đến đó. Ti Đi liên lạc với Kiều Bằng Phi, vừa đúng lúc Kiều Bằng Phi còn ở Kinh Thành, gã trực tiếp lái xe đến đón Ti Đi. Ti Đi lên chiếc xe Jeep của Kiều Bằng Phi, vỗ vỗ vào chiếc túi du lịch rồi nói, lần này tôi có nhiệm vụ đến đây, Kiều chủ nhiệm của chúng tôi nhờ tôi đưa quần áo cho Kiều Lão. Kiều Bằng Phi nói, tôi còn tưởng nó quên mất ông nội rồi kìa. Chương 1831, ngẫu nhiên hay là quả nhiên 1. Trương Đại Quan nói, người làm anh không nên nói như vậy đâu. Kiều Bằng Phi thở dài nói, anh không biết, cả ngày ông nội đều nhớ đến nó, từ sau khi nó đến Tân Hải, rất ít khi gọi điện về nhà. Trương Dương đương nhiên hiểu được lý do của việc đó, nhưng hắn không thể nói với Kiều Bằng Phi, hắn học Kiều Bằng Phi thở dài nói. Việc của dì Mạnh là một cú sốc với cô ấy, cần phải cho cô ấy một thời gian để chấp nhận nó. Kiều Bằng Phi gật đầu, vừa lái xe vừa nói, trường đảng của tôi đã kết thúc tập huấn rồi, gần đây tôi phải đến Xuân Dương để nhậm chức. Trương Dương cười nói, hoan nghênh Phó Huyện trưởng Kiều đến quê hương tôi triển khai công tác. Kiều Bằng Phi nói, anh đừng giở trò này với tôi không biết gì về Xuân Dương cả, về sau nếu như gặp phải chuyện phiền phức này, thì anh phải giúp tôi giải quyết đó. Trương Dương nói, không cần tôi đâu, Đỗ Thiên Giã là bí thư thị ủy Giang Thành, có anh ấy chăm sóc anh, quan đồ của anh nhất định sẽ là một màn sáng lạn. Kiều Bằng Phi nói, tôi coi anh là mục tiêu của mình, xem liệu sĩ đồ của tôi có đuổi kịp anh không. Trương Dương nói, đừng thế, anh đừng nhìn vào tôi, mục tiêu không được đặt quá thấp, tôi luôn gặp phải khó khăn trên sĩ đồ, đến giờ tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, làm quan như tôi quá mệt mỏi. Kiều Bằng Phi cười hà hà nói, Trương Dương, tôi nghe nói gần đây anh lại gây phiền phức. Trương Dương nói, tôi lúc nào cũng đen đủi, dù là tôi không gây phiền phức cũng tự đến tìm tôi. Đừng nói mình đáng thương vậy, có điều bất cứ xã hội nào cũng đều là đánh vào người xuất chúng, thành tích của anh càng xuất sắc, thì càng nhiều người muốn đánh gục anh. Trương Dương nói, chút thành tích này của tôi cũng chỉ là trình độ học sinh tiểu học mà thôi, vấn đề là có biết bao người thành tích kém hơn tôi. Vì vậy tôi mới có vẻ xuất chúng. Kiều Bằng Phi cười ha ha. Trương Dương nói, xem ra tâm trạng của anh tốt lắm, có phải vì sắp được lên làm phó huyện trưởng không? Kiều Bằng Phi nói, nghĩ đến việc sắp được lên một cương vị công tác mới, trong lòng tôi không khỏi vui vẻ và mong đợi. Trương Đại Quan nói, làm việc gì cũng vậy, mới bắt đầu thì đầy hứng thú, nhưng anh làm càng lâu, thì trái tim của anh càng trở nên mệt mỏi. Đến cuối cùng khi đã nhìn thấu thì cảm thấy tất cả đều trở nên vô vị rồi. Kiều Bằng Phi nói, tôi hiểu, giống như anh gặp được một cô gái đẹp, càng nhìn càng yêu, nhưng nếu như thật sự ngủ với cô ấy rồi, ngủ càng nhiều thì càng cảm thấy không còn mới mẻ nữa. Trương Dương xì một tiếng, thật là tầm thường. Kiều Bằng Phi ơi là Kiều Bằng Phi, anh đã trở nên tầm thường như vậy từ lúc nào vậy, đã ngủ với người ta thì phải chịu trách nhiệm, đã ngủ rồi thì phải tin tưởng chắc chắn rằng, nhất định phải ngủ cả đời. Kiều Bằng Phi nói, tôi là tỷ dụ vậy, chứ không phải là ngủ với ai thật. Trương Đại Quan nói, ở cùng với anh, tôi nhất định cũng sẽ trở nên tầm thường mất. Kiều Bằng Phi nói, anh nhất định thuộc loại tầm thường vậy, nếu như cản anh không cho anh tầm thường, chỉ sợ anh không sống nổi một ngày mất. Hai người cùng cười lớn lên. Nụ cười của Kiều Lão đã nhiều hơn trước kia, nhưng trong nụ cười đó lại có nhiều suy nghĩ, cười là vì lịch sự, nhưng gần đây không có nhiều việc làm cho ông thật sự vui vẻ. Trương Dương đưa những quần áo Kiều Mộng Viện nhờ gửi cho Kiều Lão, Kiều Lão nhìn, không mặc thử mà để sang một bên, thấp giọng nói, Bắc Cảng cách Kinh Thành đâu có xa. Trương Dương nói, không xa, đi máy bay chỉ cần một tiếng là đến. Sao tôi cảm thấy thật là xa quá? Trương Dương cười, vì ông nhớ cháu gái rồi, hay là mấy ngày nữa, ông đến Tân Hải cùng tôi, tiện thể thăm Kiều Mộng Viện. Kiều Lão điềm đạm nói, vấn đề thật sự không phải là khoảng cách. Tấm lòng đã xa nhau. Kiều Lão thật sự cảm nhận thấy, cô cháu gái của ông đã ngày càng cách xa căn nhà này, và cũng ngày càng cách xa ông. Kiều Bằng Phi nói, ông à, đề nghị của Trương Dương không tồi đâu, lần này ông đi, cùng cháu đến Xuân Dương, tiện thể bảo mấy chú mấy bác ở Bình Hải chăm sóc cháu nhiều hơn chút. Kiều Lão trừng mắt nói, cháu đến Xuân Dương nhậm chức, không được nhắc đến tên của ông, cháu,
làm quan phải làm cho tử tế, làm người phải làm cho đường đường chính chính, đừng nghĩ dựa vào quan hệ gì, trên sĩ đồ không có đường tắt đâu. Kiều Bằng Phi bị ông nội mắng một trận, ngay lập tức gật đầu lia lịa, ông à, cháu nói vậy chỉ là nói đùa với ông thôi, mà ông lại tưởng thật rồi. Kiều lão nói, sống trên đời nếu không sống thật, thì sẽ lãng phí sinh mạng, những người thanh niên như các cháu ấy à, chỉ muốn sống cho qua ngày, được thì mất, mà không biết rằng như vậy chính là tự sát dần dần. Trương Dương cười nói, Kiều lão dạy đúng lắm, giờ đây tôi phải cố gắng sống tốt từng ngày một. Kiều lão nói, công việc của Mộng Viện bên đó thế nào? Rất nỗ lực, rất hết mình, và cũng rất có khả năng, giờ đây tôi cảm thấy thật nguy hiểm rồi. Kiều lão, cậu cảm thấy nguy hiểm gì chứ? Trương Đại Quan cố tình làm mặt khổ sở, cô ấy có năng lực như vậy, tôi lo lắng rằng sẽ bị cô ấy vượt mặt, không lâu sau, cái chức bí thư thị ủy của tôi sẽ biến thành của cô ấy mất rồi. Kiều Bằng Phi cười ha ha, Kiều lão cũng cười, ông hiểu rằng Trương Dương đang nói đùa, thở dài nói, Mộng Viện đến làm công tác chiêu thương ở chỗ cậu, chỉ là tìm một chỗ yên thân thôi, tôi hiểu cháu gái tôi, nó không có dã tâm chính trị. Trương Dương nói, Kiều lão, thật ra lần này Mộng Viện rất muốn đến đây cùng tôi, nhưng gần đây công tác chiêu thương ở Cảng Phúc Long mới bắt đầu, cô ấy phụ trách việc này, thật sự là không có thời gian. Kiều lão gật đầu nói, cậu không cần giải thích cho nó, tôi hiểu mà. Nhìn thái độ thất vọng của Kiều lão, Trương Đại Quan cảm thấy đồng cảm, nếu như Kiều lão biết Kiều Mộng Viện không phải là cháu gái ruột của ông, thì không biết chuyện này mang lại cho ông bao đau đớn. Kiều lão nói, cậu đến Kinh Thành là để mừng thọ Tiết lão đúng không? Trương Dương gật đầu nói, đây là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa, tôi có một người bác bị bệnh, vì vậy tiện thể đến đây thăm ông ấy. Kiều lão không hỏi kỹ thêm, mặc dù Hà Trường An hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, nhưng vẫn chưa đến mức làm cho Kiều lão chú ý. Kiều lão nói với Kiều Bằng Phi, gọi điện cho bác cháu đi, nói rằng Trương Dương đến rồi, buổi trưa cùng ăn cơm. Nghe Kiều lão nói vậy, Trương Đại Quan cảm thấy mình được sủng ái, quá mức, hắn chỉ là một cán bộ cấp huyện, có thể được Kiều gia xem trọng như vậy, Kiều gia thật sự yêu quý hắn quá mức, Kiều lão đối xử tốt với Trương Dương như vậy, không phải là vì hắn từng chữa bệnh cho ông, còn vì một lý do quan trọng hơn nữa, đó là trong lúc Kiều gia gặp nạn hắn vẫn không rời bỏ Kiều gia, hắn bảo vệ, chăm sóc Kiều gia, tất cả đều được Kiều lão cảm nhận và xem trọng. Trên đàn chính trị không thiếu những nhân vật dựa quyền dựa thế, nhưng có thể tìm được một người thực sự trung thành là điều rất khó, Trương Dương có một tinh thần nghĩa hiệp, Kiều lão thậm chí còn nghĩ rất nhiều lần rằng, nếu như Trương Dương chưa đính hôn, thì hắn và Kiều Mộng Viện là một đôi trời sinh. Kiều Trấn Lương hôm nay cũng nghỉ, chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nhàn hơn nhiều so với khi còn làm việc ở Bình Hải, nghĩ đến khi y còn làm việc ở Bình Hải, thật sự không thể nghỉ một ngày nào. Sau khi đến Kinh Thành, Kiều Trấn Lương tìm được một sự yên ổn hiếm có, đương nhiên cảm giác này xây dựng trên cơ sở sau khi y đã trải qua sóng gió, trận sóng gió chính trị trong nội bộ gia đình lần trước đã làm cho Kiều Trấn Lương tâm trí nguội lạnh, y thậm chí từng nghĩ đến việc ra khỏi đàn chính trị. Đến tận khi gió bão đã đi qua, tất cả trở về vị trí cũ, y được làm Bộ trưởng Nông nghiệp, Kiều Trấn Lương cuối cùng đã tìm được chốn bình yên của cõi lòng mình, y vui mừng với sự yên ổn này, và hưởng thụ nó, nhưng chẳng mấy lâu sau, cái chết của vợ phá vỡ sự yên ổn mới được gây dựng, nội tâm Kiều Trấn Lương lại xáo động một lần nữa. Một con người khi mất đi một điều gì đó, lại nghĩ đến việc giành được gì đó, đây là điều bình thường, Kiều Trấn Lương đã coi cuộc hôn nhân và gia đình mình là một bi kịch, chính vì vậy, nội tâm của y lại mất đi sự bình ổn. Sự mất cân bằng này biểu hiện ở việc y một lần nữa nhiệt tình với chính trị, y càng khao khát đạt được thành quả chính trị hơn bao giờ hết. Kiều lão cảm nhận được sự thay đổi này của con trai, nhưng ông cho rằng đây là vì một loạt biến cố đã tạo thành sự thay đổi đó, sự thay đổi này chưa hẳn đã là xấu đối với Kiều Trấn Lương. Một điểm rõ ràng là, trước kia gặp phải sự việc lớn, con trai thường tìm ông để thương lượng trước, nhưng bây giờ Kiều Trấn Lương đã rất ít nói với ông về công việc của mình. Có lẽ rằng y đã có thể tự giải quyết bất cứ việc gì, cũng có lẽ là y cho rằng ông đã già rồi. Sự thay đổi của Kiều Trấn Lương rõ ràng nhất sau sự ra đi của Mạnh Truyền Mỹ, Kiều lão cho rằng con trai mình cũng giống như cháu gái vậy, ngày càng xa cách mình, mặc dù ngày nào cũng sống chung dưới một mái nhà, nhưng ông không thể nào tìm thấy cảm giác giữa hai cha con như ngày trước nữa, ông cứ cảm thấy dường như giữa hai người có gì đó ngăn cách. Chương 1832, ngẫu nhiên hay là quả nhiên 2. Kiều lão biết rằng mình đã già rồi, dù là trước kia ông có huy hoàng đến mấy, nhưng ông cũng đã bắt đầu già đi, một con người khi già đi, sẽ dần mất đi sự uy hùng của thời trẻ, trong lòng ông,
người nhà trở nên ngày càng quan trọng, ông khao khát có được tình thân, khao khát con cháu để huề, khao khát con cháu đều ở bên cạnh mình, mặc dù ông biết rằng suy nghĩ này của ông không hề thực tế, nhưng ông vẫn không ngăn được mình nghĩ đến nó. Thái độ Kiều Trấn Lương vẫn ôn hòa như vậy, nhưng y đã ít cười hơn trước, ông nắm rất vững về thái độ của mình. Trương Dương đến rồi, Kiều Trấn Lương cười bắt tay với hắn, Trương Dương không hề tìm thấy sự đau buồn mà hắn tưởng trong đôi mắt Kiều Trấn Lương, mà hắn nhận ra một sự điềm đạm khi đã trải qua sóng gió lớn lao. Trương Dương cười nói, Bộ trưởng Kiều, tôi đã đến từ hôm qua, hôm nay đến đây thăm mọi người, tiện thể mang cho mọi người chút quần áo Mộng Viện nhờ tôi gửi cho Kiều Lão. Nói đến đây, Trương Dương mới ý thức được rằng Kiều Mộng Viện mang đồ cho Kiều Lão, nhưng lại không mang đồ gì cho Kiều Trấn Lương, điều này rốt cuộc là do cô sơ suất hay là do cô cố ý làm như vậy? Kiều Trấn Lương nói, cậu vẫn còn nhớ đến chúng tôi cơ đấy. Trương Dương nói, Bộ trưởng Kiều là ân sư của tôi, không có ông thì không có tôi ngày hôm nay. Kiều Trấn Lương điềm đạm cười nói, không dám, tôi chưa từng dạy cậu gì cả. Kiều Lão nói, tôi đã nói rồi mà, rất ít người trẻ tuổi được trọng tình nghĩa như Trương Dương lắm. Kiều Trấn Lương nói, cha, mọi người nói chuyện nhé, con đi thay quần áo một chút. Vì Trương Dương đến, nên hôm nay Kiều Lão rất vui, ông đã bảo Kiều Bằng Phi mở hai chai Mao Đài 30 năm, phá lệ uống hai lạng, Kiều Trấn Lương thì đã cai rượu triệt để, trước kia mặc dù y luôn lấy bệnh đái tháo đường làm cái cớ. Nhưng lúc vui vẻ vẫn uống một hai chén, giờ thì tuyệt đối không dính đến rượu nữa. Y cũng không nói nhiều nữa, hiện giờ, lời của Kiều Lão còn nhiều hơn, ông hỏi về tình hình của Bình Hải, hỏi về tình trạng cải cách của Tân Hải, Trương Dương kiên trì đáp từng câu một. Sau khi ăn cơm trưa, Kiều Lão nói chuyện một lúc với Trương Dương, rồi đứng dậy đi nghỉ, thời gian nghỉ một tiếng mỗi buổi trưa của ông là điều không thể thay đổi được. Có điều Kiều Lão bảo Trương Dương đợi ông. Nói rằng sau khi ông tỉnh dậy sẽ bảo Trương Dương đi cùng ông đến một chỗ. Thế là Trương Dương có cơ hội nói chuyện riêng với Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương bảo người giúp việc pha một bình bích la xuân, rồi ngồi trong khu vườn xanh rì cây lá cùng Trương Dương, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp buổi tối, Trương Dương uống một ngụm trà rồi nhìn Kiều Trấn Lương cười. Kiều Trấn Lương nói, cậu cười gì vậy? Trương Đại Quan nói, vì tôi căng thẳng quá, lần này gặp ông, cảm giác ông có chút thay đổi. Kiều Trấn Lương nói, thay đổi thế nào? Trương Dương nói, quan uy của ông ngày càng nặng hơn rồi, trước mặt ông tôi cảm thấy thật là áp lực. Kiều Trấn Lương cười, tiểu tử này không thay đổi gì cả, nói chuyện vẫn thẳng thắn vậy. Y gật đầu đáp, tôi cũng cảm thấy mình nghiêm túc hơn nhiều rồi, gần đây quả thật không có chuyện gì làm tôi cảm thấy vui, Bằng Cử đã đi Mỹ, Mộng Viện đến Bình Hải, cô Mạnh của cậu lại đi rồi, giờ đây tôi đã trở thành người cô đơn, bình thường nếu như thiếu sự giao lưu với mọi người. Con người sẽ càng trở nên cằn cỗi. Tôi không phải có quan uy gì, là cằn cỗi mà thôi. Trương Dương nói cung kính, nhà chính trị gia như ông không thể nào có liên quan gì đến hai chữ cằn cỗi được, dù là ông có nhắm một mắt lại, thì cũng nhìn xa hơn nhiều người. Kiều Trấn Lương cười hà hà một tiếng, rồi ngay lập tức lắc đầu nói, tôi không được coi là nhà chính trị gia. Ông dừng một lúc rồi nói, lần này cậu đến Kinh Thành là để mừng thọ Tiết Lão sao? Trương Dương nói, đúng vậy. Kiều Trấn Lương nói, lần này Tiết Lão mừng thọ làm rất lớn, lớn nhất từ trước đến giờ. Trương Dương cười nói, nghe nói là Tiết Thế Luân tổ chức, Tiết Lão lúc đầu không đồng ý. Nhưng về sau cũng đồng ý rồi. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, với sức ảnh hưởng của Tiết gia, làm một bữa tiệc mừng thọ không là gì cả. Trương Dương nói, ông có đi không? Kiều Trấn Lương nói, tôi đã nhận được lời mời từ phía Tiết gia rồi, đương nhiên là phải đi. Từ câu này của y có thể nhận ra rằng, y không hề hứng thú gì với việc Tiết Lão mừng thọ, đi cũng chỉ là để góp mặt mà thôi. Kiều Trấn Lương nói xong rồi uống một ngụm trà. Ông nheo mắt, dường như ánh mặt trời quá chói chang, một lúc sau ông mới nói, tôi nghe nói rằng Cung Kỳ Vĩ đã đến Bắc Cảng. Trương Dương gật đầu nói, tiếp nhiệm chức phó bí thư thị ủy của Tưởng Hồng Cương, Tưởng Hồng Cương bị điều tra ra một vài vấn đề về kinh tế. Kiều Trấn Lương nói, tôi không có mấy ấn tượng về Tưởng Hồng Cương, còn Cung Kỳ Vĩ thì có ấn tượng rất sâu sắc. Là một người rất có năng lực, lúc đầu khi ở Nam Tích hợp tác rất tốt với cậu đúng không? Trương Dương cười nói, cũng được, chúng tôi nói chuyện khá hợp. Kiều Trấn Lương nói, động tác của Bình Hải lần này không nhỏ, tôi nhớ Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn hợp tác rất hợp, Hoài Minh và mọi người thật sự là muốn tiến hành cải cách ở Bắc Cảng rồi. Trương Dương nói, tôi chỉ biết Phó Bí Thư Cung đến để nhậm chức. Kiều Trấn Lương cười nói, khúc xương Bắc Cảng không dễ gặm đâu. Trương Dương ngớ người.
Kiều Trấn Lương không phải tự nhiên nói câu này, hơn nữa ông quản Bình Hải cũng đã mấy năm, hiểu rất rõ về tầng lớp lãnh đạo của Bắc Cảng, Trương Dương nói, Bộ trưởng Kiều sao lại nói vậy? Kiều Trấn Lương nói, Hoài Minh đã đi một nước cờ đẹp, để cậu đến Tân Hải để mở đường, chiếm lĩnh căn cứ địa, sau đó phái Cung Kỳ Vĩ đến để mở rộng đại chiến, tiếp quản chỉ huy. Thật ra điều này gần như tất cả mọi người đều nhận ra, Trương Dương nói, tiểu tử ngốc nghếch, mong Bộ trưởng Kiều chỉ dạy nhiều hơn. Kiều Trấn Lương nói, đứng trên quan trường, điều quan trọng nhất là phải giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tình thân, tình bạn, tình yêu đều không đủ để trở thành cái cớ để cậu thay đổi ý chí của mình. Và cũng chỉ có như vậy cậu mới có thể phán đoán một cách chính xác, trên quan trường, chúng ta luôn phải đối mặt với các lựa chọn, cậu muốn bước tiếp, thì phải tìm ra một vị trí có lợi với mình hơn, trước khi bước tiếp, nhất định phải chọn kỹ điểm dừng chân tiếp theo. Những lời này của Kiều Trấn Lương vô cùng mập mờ, nghe thì trống rỗng, nhưng nghĩ kỹ, Trương Dương phát hiện ra dường như y đang nhắc nhở hắn, trong chính trị không thể mù quáng, dù Tống Hoài Minh là nhạc phụ của hắn, nhưng cũng cần phải giữ đầu óc cho tỉnh táo. Trương Dương nói, giờ đây tôi không có mơ ước gì lớn hơn, tôi chỉ muốn làm tốt ở Tân Hải, xây dựng khu bảo thuế ở Tân Hải cho tốt, còn những việc khác tôi tạm thời không suy nghĩ đến. Kiều Trấn Lương nói, nếu như cậu thật sự nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Ông nhìn đồng hồ rồi nói, tôi phải đi rồi, buổi chiều tôi đã hẹn với bạn đi đánh bóng. Sau khi Kiều Trấn Lương đi khỏi, Trương Dương ngồi một lúc trong vườn, thầm nghĩ về những lời của Kiều Trấn Lương lúc nãy, đến cấp độ như Kiều Trấn Lương. Ông sẽ không nói tùy tiện bất cứ một điều gì, trong độ cao mà y đang đứng, có rất nhiều thứ ông nhìn thấy mà Trương Dương lại không nhìn thấy, chẳng lẽ ông không đánh giá cao việc cải cách chính trị ở Bắc Cảng sao? Sau khi Kiều Lão tỉnh dậy, ông gọi Trương Dương lên xe, Kiều Lão không dùng xe riêng của mình, mà bảo Tông Thịnh lái chiếc xe của Kiều Bằng Phi, điều này có liên quan đến tính cách khiêm tốn của ông. Vào trong xe, Kiều Lão nói, tôi có một người bạn muốn gặp cậu. Trương Dương nói, ai vậy? Kiều Lão cười rồi nói, gặp rồi cậu sẽ biết. Trương Đại Quan cùng Kiều Lão đi đến suối nước nóng Lục Ấm Cốc, mới biết rằng người mà Kiều Lão nói đến là Chu Lão. Chu Lão cũng là một nhân vật hiển hách trên đàn chính trị, mặc dù giờ đây đã về ở ẩn, nhưng sức ảnh hưởng trong đàn chính trị của Chu gia thậm chí đã vượt qua Kiều gia. Xa thì không nói, trong đời thứ hai có một vị thường ủy đang tại nhiệm, và đời thứ ba của Chu gia Chu Hưng Dân giờ đã là tỉnh trưởng Bình Hải, là một cán bộ cốt cán được xem trọng. Có thể cùng tắm trong một suối nước nóng với hai vị cao thủ trên đàn chính trị, là một việc là Trương Đại Quan dù có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, đây là một cơ hội hiếm có. Kiều Lão mỉm cười nói với Chu Lão, có lẽ ông đã từng gặp Trương Dương, cách dưỡng khí của tôi chính là học từ cậu ấy. Chu Lão cười nói, tôi nhớ, Trương Dương, cậu và Hưng Quốc có phải là anh em kết nghĩa không? Trương Đại Quan vội vàng gật đầu, Chu Lão chào ông. Kiều Lão ngâm mình trong bồn nước nóng. Rồi vẫy vẫy tay với Trương Dương đang đứng ở trên bờ, cậu cũng xuống đây đi. Trương Đại Quan lần đầu tiên cảm thấy ngại ngùng, để lộ cơ thể trước mặt hai vị nguyên lão như thế này còn khó hơn so với việc xuất hiện trước quần chúng. Ánh mắt của hai vị này quá sắc bén, mặc dù Trương Đại Quan vẫn mặc một chiếc quần bơi, nhưng cảm giác bị hai vị nhìn xuyên thấu vậy. Cùng hai vị nguyên lão ngâm mình, nhưng hắn lại nghe thấy Chu Lão nói, bác sĩ sức khỏe của tôi khuyên tôi không nên tập thứ này. Kiều Lão nói, bác sĩ của ông đều là bác sĩ Tây Y cả, không phải tôi nói xấu, nhưng họ có hơi sùng dương mị ngoại, phủ nhận y học truyền thống của chúng ta. Chu Lão cười nói, ông ấy à, ông cứ thích đổ oan cho người ta thế, người ta có căn cứ khoa học, và đều có tiếng ở trên trường quốc tế đấy. Kiều Lão nói, cứ uống nhiều thực phẩm chức năng, chẳng bằng dưỡng sinh. Chu Lão nói, không phải tôi mê tín Tây Y, nhưng tôi cứ cảm thấy rất nhiều cách dưỡng khí điều tiết trong đông y nghe thật mơ hồ. Ông cười nhìn Trương Dương rồi nói, cậu nói xem có phải không? Trương Dương nói, thật ra cách dưỡng sinh điều khí là rất khoa học, lý luận của Đông Y và Tây Y không giống nhau, nhưng dù là loại y học nào, đều không phủ nhận tác dụng của tâm trạng trong quá trình trị liệu, tâm trạng của một người có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của người đó. Nếu như tâm trạng có sự thay đổi, thì hệ thống nội tiết sẽ phản ứng theo sự thay đổi đó, đây chính là cái gọi là tự điều tiết, mỗi người chúng ta đều có, ví dụ khi tâm trạng buồn. Nhưng tự mình điều chỉnh, thì sẽ không tạo thành mối nguy hại lớn. Nếu như tâm lý mất cân bằng, thì có thể tạo thành trầm cảm hoặc điên cuồng, và cách dưỡng khí có tác dụng tốt trong việc khống chế điều tiết tâm trạng của một con người. Chu Lão nói, tôi nghe nói cái gọi là hít thở dưỡng khí chỉ là một sự ám thị về tinh thần. Trương Dương nói, Chu Lão có tin có sự tồn tại của võ công không? Chu Lão nói tin,
nhưng tôi không tin rằng võ công rất lợi hại, tôi chưa từng gặp một cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp nào hết. Kiều lão cười nói, ông ấy à, ông là một người theo chủ nghĩa duy vật chính cống, đến già rồi mà vẫn thích xảo biện vậy. Trương Dương là một cao thủ, hôm nào cho ông đi xem võ công của cậu ấy. Chu lão cười, được thôi. Trương đại quan biết rằng Chu lão tin tưởng y học phương Tây hơn, vì vậy không cần phải tranh luận với ông thêm nữa. Hắn cùng hai vị nguyên lão ngâm mình một lúc rồi đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Kiều lão đề nghị đánh cờ, mấy người thay quần áo xong, Kiều lão bảo lái xe của ông Tông Thịnh đi chuẩn bị trước, ông và Chu lão, Trương Dương cùng đi theo sau. Ngoài ba người họ, còn có hai người cảnh sát đi theo đằng sau họ. Trên đường, Kiều lão và Chu lão nói về thế cờ, Trương Dương phát hiện rằng quan hệ giữa họ khá tốt, hắn nhớ đến lời đồn rằng Chu lão và Kiều lão bất hòa, hóa ra chỉ là lời đồn mà thôi. Chương 1833, ngẫu nhiên hay là quả nhiên 3. Gần đến nơi đánh cờ, họ nhìn thấy hai chiếc xe đâm nhau, một chiếc trong số đó là của Kiều lão, một đám người vây lại xung quanh, dường như còn có tiếng cãi cọ, một người trong số đó hình như là Tông Thịnh. Kiều lão chau mày nói, Trương Dương, cậu qua đó xem. Trương Dương rảo bước, phát hiện rằng Tông Thịnh quả nhiên đang ở đó, bị mấy người đàn ông vây ở giữa, nhìn mấy người đó hình như đều có thân phận cả, một người chỉ vào Tông Thịnh nói, lời vừa rồi, anh nói lại lần nữa xem nào. Tông Thịnh nói, anh phải bồi thường. Một người đàn ông nhìn Tông Thịnh nói, anh biết chúng tôi là ai không? Tông Thịnh nói, sao tôi cần biết anh là ai? Làm xước xe của tôi thì phải đền. Người đứng đầu là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, xem ra giống như một cán bộ, y nói chậm chậm, vị đồng chí này, anh ở đơn vị nào vậy, rõ ràng là anh vượt xe, anh phải nói cho đúng chứ. Trương đại quan bước đến, nói với Tông Thịnh, không sao chứ. Tông Thịnh lắc đầu nói, họ làm xước xe rồi. Đối phương đông người, một người trong số đó tính khí không tốt, tức giận nói, làm xước thì đã làm sao. Anh mở mắt ra mà nhìn, đây là đâu, muốn chọi lại à. Anh nhìn rõ xem đối phương là ai đi. Trương đại quan cười nói, mẹ kiếp, ăn nói kiểu gì vậy? Đâm vào xe chúng tôi mà ông còn có lý à? Trương đại quan cũng biết đây là kinh thành, hắn cũng biết ở kinh thành thì phải khiêm tốn, nhưng hôm nay không giống với trước đó, ở đằng xa là hai vị nhân vật cấp bậc nguyên lão, cơ hội tốt như thế này, Trương đại quan cần phải thể hiện, nếu không chẳng phải rất lãng phí sao? Người đó cũng không khách khí gì, này, chàng trai, ăn nói kiểu gì vậy? Có tin tôi còng anh vào không? Nghe khẩu khí là biết người của hệ thống công an. Trương đại quan cười nói, ông lớn lắm à? Lớn đến đâu chứ? Hôm nay tôi nói cho các ông biết, ngoan ngoãn bồi thường tiền rồi đi, nếu không thì. Nếu không thì sao? Người đàn ông đứng đầu hơi tức giận, y lạnh lùng nhìn Trương Dương. Trương đại quan phát hiện ra người này hơi quan, nhưng không nhớ ra hắn đã từng gặp ở đâu. Tông Thịnh nói, thôi vậy. Lần này đến lượt gã quay sang khuyên Trương Dương. Trương Dương nói, không thể thôi được, đền tiền đi. Người đàn ông đứng đầu lạnh lùng hừ một tiếng, chàng trai, đừng hống hách. Một người đàn ông cao to đứng bên cạnh y, giơ tay ra đẩy Trương Dương, bất cứ việc gì bộc phát đều cần một ngòi nổ. Hôm nay Trương Dương đã nắm chắc ý định thể hiện bản thân, Kiều lão bảo hắn đứng ra giải quyết vấn đề là tìm đúng người rồi. Trương đại quan đang đợi đối phương ra tay kìa, mẹ kiếp, chỉ cần mày dám ra tay, là ông đây sẽ giải quyết ngay. Trương đại quan kéo tay người đó, rồi dùng cùi chỏ đập vào ngực đối phương, làm cho đối phương kêu thất thanh lên một tiếng, bay ra hơn 10 mét, nằm chổng vó trên mặt đất. Mọi người đều ngỡ ngàng, lúc này mới quay đầu nhìn, thấy Kiều lão và Chu lão đang đứng ở chỗ không xa. Thái độ của Kiều lão và Chu lão đều rất bình tĩnh, dường như đang nhìn một đám trẻ con nô đùa vậy, người đàn ông đứng đầu phe xung đột với Tông Thịnh sắc mặt thay đổi, gã nhanh chóng bước về phía Kiều lão và Chu lão. Thành khẩn nói Kiều lão, Chu lão, không ngờ hai vị cũng ở đây. Kiều lão điềm đạm cười nói, mấy đồng chí già đi tắm suối nước nóng là điều hết sức bình thường mà, không cần thiết phải làm kinh động mọi người, nhưng gặp được người quen ở đây là điều khó kiếm. Chu lão cười nói, tôi còn tưởng là ai kia. Trên trán người đàn ông đó đã chảy mướt mồ hôi, hóa ra người đàn ông này là thị trưởng thành phố Tân Hải Tạ Khôn Thành, Tạ Khôn Thành dù thế nào cũng không ngờ được rằng gã lại gặp phải hai vị nguyên lão này ở đây. Hơn nữa gã còn xảy ra xích mích với lái xe của Kiều lão, Tạ Khôn Thành nói tôi không biết. Kiều lão ngắt lời gã, Khôn Thành à, đừng chấp với tụi nhỏ. Tạ Khôn Thành cười nói, chỉ là hiểu lầm thôi. Kiều lão nói, vậy thì tự anh giải quyết đi, chúng tôi đi trước đây. Trương đại quan giờ đã hiểu,
hôm nay vị bí thư Tạ này đã rất đen đủi, sao lại đi đắc tội với Kiều lão cơ chứ? Kiều lão và Chu lão không nói gì, tiếp tục bước về phía chỗ đánh cờ. Tạ Khôn Thành biết rằng Tông Thịnh và Trương Dương là người của Kiều lão, ngay lập tức đã thay một bộ mặt khác, đừng nói là bảo gã đền tiền, dù là bảo gã đền một chiếc xe mới cũng được. Tông Thịnh lúc này đã biểu hiện rất khoan dung, gã nói một câu, đã hiểu lầm thì thôi, mọi người tự sửa xe của mình. Tạ Khôn Thành cùng đám người của gã vội vàng đi khỏi. Tạm thời chưa nói đến việc đám người này phiền não và hối hận. Trương Đại Quan cảm thấy việc này hơi trùng hợp, Kiều lão rất khiêm nhường đến suối nước nóng để gặp Chu lão, mà Tông Thịnh lại đâm xe ở đây, và đối phương lại là phó bí thư thị ủy Tân Hải, một loạt sự việc này sao lại trùng hợp vậy? Mặc dù đánh cờ cùng hai vị nguyên lão là một sự vinh quang, nhưng trên thực tế lại vô cùng vô vị nhàm chán, Trương Đại Quan đến tận lúc rời khỏi mới có được cảm giác được giải thoát, mặc dù hai vị nguyên lão đã về hưu, nhưng khí thế ép người vẫn làm cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Về mặt võ công, Trương Đại Quan gần như đã là vô địch, nhưng trên đàn chính trị, khi đối diện với hai vị nguyên lão, hắn cảm thấy mình như một con sông nhỏ trước biển cả mênh mông vậy. Hắn không bao giờ biết được hai vị nguyên lão đang nghĩ điều gì, bước tiếp theo nên làm thế nào. Buổi tối ngày hôm đó, Trương Dương vốn định về biệt vườn Hương Sơn, nhưng hắn lại nhận được tin của Lệ Phù, chứng thực rằng Tần Manh Manh đã lên chuyến bay về Kinh Thành, nếu như lộ trình thuận lợi, thì cô sẽ đến sân bay quốc tế Kinh Thành vào lúc 5 giờ sáng. Lệ Phù bảo Trương Dương đến ban chú Kinh Bình Hải đợi cô, buổi tối cô sẽ đi tìm hắn. Trương Đại Quan đến ban chú Kinh Bình Hải, thật ra trước khi đến Kinh Thành lần này hắn đã dự định đến đây một chuyện, chủ nhiệm ban chú Kinh Bình Hải Quách Thụy Dương và hắn có quan hệ khá tốt, đương nhiên Trương Dương đến không chỉ vì tình cảm với chú hắn, mà vì Đinh Cao Sơn và phó bí thư thị ủy Bắc Cảng Tưởng Hồng Cương vừa xảy ra chuyện, hai người này đều là bạn học cũ của Quách Thụy Dương, giao tình của họ khá thân thiết. Sau khi Đinh Cao Sơn và Tưởng Hồng Cương xảy ra chuyện, Quách Thụy Dương không thể hiện bất cứ sự quan tâm nào. Đây không phải vì tình người đạm bạc, mà vì ở trên quan trường không thể không làm như vậy. Quách Thụy Dương chào đón Trương Dương đến, buổi tối còn mở tiệc đón Trương Dương, có điều lần này Quách Thụy Dương không làm gì quá lớn, mà một mình tiếp Trương Dương, hai người gặp nhau không thể không nhắc đến Đinh Cao Sơn và Tưởng Hồng Cương, nhắc đến hai vị bạn học cũ này, Quách Thụy Dương không khỏi tiếc thương. Quách Thụy Dương nói, cuộc đời đúng là như một giấc mơ, chúng tôi là bạn học mấy chục năm, là bạn của nhau mấy chục năm, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Trương Đại Quan thầm nói, chỉ sợ đây vẫn chưa kết thúc. Quách Thụy Dương nói, tôi nghe nói cậu đã giúp đỡ Hồng Cương. Trương Dương điềm đạm cười nói, cũng không phải là giúp gì cả, nói ra thì, là kỷ ủy tìm tôi, bảo tôi giúp đỡ hỏi Đinh Lâm, xem trong di vật của Đinh Cao Sơn có giấy nợ không. Quách Thụy Dương nói, thật ra trước kia tôi cũng đã hỏi Đinh Lâm về chuyện này, cô ấy rất lạnh lùng với tôi. Trương Dương nhấc cốc rượu, yên lặng nhìn Quách Thụy Dương. Quách Thụy Dương cười cụng ly với hắn rồi uống hết, thấp giọng nói, một việc giống nhau nhưng sẽ mang đến những ảnh hưởng không đồng nhất đối với mọi người, và từng người khác nhau cũng sẽ lý giải chuyện đó theo cách khác nhau. Sau khi Đinh Cao Sơn xảy ra chuyện, tôi và Tưởng Hồng Cương đều rất quan tâm, nhưng vị trí của chúng tôi quyết định rằng chúng tôi không được quá chú ý đến chuyện đó. Nhưng với người nhà Đinh gia, thì đây là thái độ lạnh lùng, có lẽ họ cảm thấy rằng thái độ của chúng tôi làm họ đau lòng. Tôi cũng biết chuyện Hồng Cương tìm Đinh Cao Sơn để mượn tiền, lúc đầu tôi đề nghị anh ấy viết giấy nợ, anh ấy là một người có chí tiến thủ, một con người nếu muốn bước về phía trước thì phải giữ đầu óc cho tỉnh táo, không được để cái lợi ích trước mắt mê hoặc. Thật ra Cao Sơn rất phóng khoáng, tình cảm của anh ấy và chúng tôi không thể dùng tiền để đong đếm được. Trương Dương vẫn không nói gì, với hắn. Cách làm của Quách Thụy Dương và Tưởng Hồng Cương có phần tự bảo vệ mình, nếu là hắn, hắn quyết sẽ không làm như vậy, sự lạnh lùng của Đinh Lâm với họ cũng có thể hiểu được. Quách Thụy Dương có một câu nói không hề sai chút nào, trong sự việc của Tưởng Hồng Cương, Trương Dương đã giúp đỡ rất nhiều, nếu như không phải là do Đinh Lâm cảm thấy mình có một món nợ tình người với Trương Dương, thì cô ấy sẽ không lấy tờ giấy nợ đó ra. Quách Thụy Dương nói, trải qua sự việc này, sĩ đồ của Hồng Cương được coi như đã hết. Có điều may mà tìm được tờ giấy nợ đó, nếu không thì anh ta còn phải ngồi tù nữa. Trương Dương nói, ông ấy bước hơi lớn. Quách Thụy Dương thở dài một hơi rồi nói, vận may của một con người đã được định sẵn, bước đến đâu là đã được định trước rồi. Hồng Cương không hài lòng với hiện trạng của Bắc Cảng, anh ta cho rằng mình làm tốt hơn Cung Hoàn Sơn về tất cả mọi mặt. Nhưng anh ta lại không có được sự sủng ái của Hạng Thành, thiếu cơ hội cạnh tranh công bằng, anh ta chỉ là một người đứng sau ở Bắc Cảng, vì vậy anh ta không cam tâm. Chính vì tâm trạng này nên đã làm hại chính anh ta.
Trương Dương nói, quyền lực là một thứ rất đáng sợ, vì theo đuổi quyền lực, rất nhiều người đã tẩu hỏa nhập ma. Quách Thụy Dương nói đầy đồng cảm, những thứ không phải của anh thì có giành cũng không giành được, lần này Cung Kỳ Vĩ đến Bắc Cảng nhậm chức, tôi mới hiểu ra, hóa ra người mà lãnh đạo xem trọng không phải là Tưởng Hồng Cương, cũng không phải là Cung Hoàn Sơn mà có một người khác, nghĩ đến việc hai người họ cứ tranh đấu, đến cuối cùng cả hai đều là kẻ thất bại cả. Trương Dương nói, chủ nhiệm Quách hình như đã ngộ ra nhiều điều. Quách Thụy Dương cười khổ hạnh, Trương lão đệ à, cơ hội tiến bước của tôi trên quan trường vốn đã rất nhỏ nhoi, giờ đây gần như không còn nữa, sau khi làm hết nhiệm kỳ ở ban chú kinh này, về sau tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng lão. Quách Thụy Dương không phải là vì trước mặt Trương Dương mới nói như vậy, sự việc của Đinh Cao Sơn đã làm gã chịu chút liên lụy, trước kia kỳ ủy còn tìm đến gã để nói chuyện, nói rằng phải điều tra một vài tình hình về Tưởng Hồng Cương và Đinh Cao Sơn. Thật ra họ cũng bắt đầu nghi ngờ rằng gã có qua lại với Đinh Cao Sơn về kinh tế. Trương Dương nói, con người ta làm lâu trong quan trường, lá gan sẽ trở nên ngày càng nhỏ hơn. Quách Thụy Dương nói, leo càng cao, thì ngã càng đau, một đời người chẳng thể cứ mãi bình yên, ai mà chẳng có lúc bị ngã. Nói xong câu này, gã không muốn tiếp tục nói chủ đề này nữa, mà nhấc cốc rượu lên nói, lão đệ, lúc nào cũng có người tài, một loạt người mới thay đi loạt người cũ, tương lai thuộc về các anh. Trương Đại Quan cười ha ha nói, câu này thật giả tạo quá, thật ra anh không hề cam tâm phải rời khỏi vũ đài sớm như vậy. Quách Thụy Dương nói, không muốn già cũng không được mà. Tôi ở cái tuổi này rồi mà mới chỉ là một cán bộ cấp phó khoa thôi. Nói đến đây, gã đột nhiên hỏi của Trương Dương, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trương Đại Quan chớp chớp mắt, 28, tên này đã làm giả tuổi, hắn đổi thành lớn hơn 3 tuổi, điều này rất khác so với nhiều người trong thể chế. Đại đa số quan viên đều muốn làm cho tuổi của mình nhỏ một chút, chỉ có tên này là thay lớn hơn, đương nhiên rằng một cán bộ cấp chính sở 28 tuổi đã đủ để mọi người kinh ngạc rồi. Quách Thụy Dương cảm thấy tự xấu hổ, so sánh với anh, tốc độ thăng tiến của tôi thật là như rùa bò vậy. Chương 1834, Lâm Trận Mài Gươm 1. Trương Dương cười nói, ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Có lẽ đời này của tôi cũng chỉ đến được chức chính sở này thôi. Quách Thụy Dương nói, đại cát đại lợi, người trong thể chế của chúng ta đâu có ai tự chủ uống mình chứ. Lão đệ, tôi đảm bảo rằng, với thế trận bây giờ của anh, trước 30 tuổi có thể đến được chức phó phòng. Trương Đại Quan cười rạng rỡ nói, mượn lời đại cát của anh, nếu như tôi làm được đến phó phòng, thì tôi sẽ mời anh uống rượu đầu tiên. Nếu như là trước kia, Trương Đại Quan đã vui như mở cờ trong bụng. Nhưng giờ đây hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Phó phòng thì đã sao? Dù có làm được chức chính phòng cũng sao? Cũng chỉ là từ trong một trận đấu này bị kéo sang một trận đấu khác mà thôi. Quách Thụy Dương nói, Trương lão đệ, lần này anh đến đây là để mừng thọ tiết lão phải không? Trương Dương gật đầu nói, sao thế? Anh cũng đi chứ? Quách Thụy Dương nói, thể diện tôi đâu lớn đến vậy? Tiết lão là thân phận gì chứ? Sao lại mời tôi được? Trương Dương nói, tôi và cháu gái của ông ấy là huynh muội kết nghĩa, nếu không phải vì mối quan hệ này, Tiết lão cũng không mời tôi đâu. Quách Thụy Dương nói, trong số các cán bộ trẻ tuổi, không mấy ai quan hệ rộng được như lão đệ, trong quan trường, muốn không ngừng tiến bước, thì cần phải có mối quan hệ thật rộng. Gã cảm thấy ngưỡng mộ quan hệ xã hội của Trương Dương. Trương Dương nói, tiệc mừng thọ lần này của Tiết lão hình như rất long trọng thì phải. Quách Thụy Dương nói, nghe nói Tiết Thế Luân đứng ra tổ chức. Ông ấy kinh doanh ở nước ngoài trong thời gian dài, mấy năm gần đây mới có nhiều thời gian ở trong nước hơn, có điều danh thế của Tiết gia đã không được như trước nữa. Quách Thụy Dương nói xong rồi lại cười nói, rất nhiều nhân vật quan trọng sẽ đến, tỉnh trưởng Chu cũng sẽ đến vào ngày kia. Trương Dương gật đầu, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ. Quách Thụy Dương hiểu rằng Trương Dương nhắc nhở gã nên kết thúc, gã cạn nốt chén rượu cuối cùng với Trương Dương rồi ai đi đường nấy. Trương Dương ở trong gian phòng số 9006 của khách sạn Thanh Giang. Tầng 9 thường là để chuẩn bị cho các cán bộ trên cấp thính, mặc dù Trương Đại Quan là cán bộ cấp sở, nhưng mỗi lần hắn đến đây đều nhận được sự tiếp đãi ở tiêu chuẩn cao nhất. Khi đồng hồ điểm 11 giờ, Trương Dương nghe thấy tiếng gõ cửa kính nhẹ nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy một cô gái mặc áo đen thân hình đẹp tuyệt, đeo một chiếc khẩu trang đen, đang ở ngoài gõ cửa kính, không phải Lệ Phù còn là ai được nữa. Trương Đại Quan tắt đèn, rồi mới mở cửa sổ, Lệ Phù bay từ trên không trung xuống, ập vào lòng Trương Dương. Trương Đại Quan ôm lấy thân hình kiều diễm của cô ấy quay một vòng, sau đó ôm cô nằm lên giường, tháo chiếc mũ đen của Lệ Phù,
để lộ ra màu tóc vàng óng. Trương Đại Quan cười nói, em hóa trang kỹ như vậy, anh còn tưởng là miêu nữ đến tìm mình cơ đấy. Lệ Phù quay người đè lên người hắn, hôn hắn nồng nhiệt rồi nhẹ nhàng nói, xem ra thông tin Hà Trường An bị bệnh nặng có người cố tình đồn ra ngoài, mục đích là để dụ Tần Manh Manh về nước. Trương Dương nói, chẳng phải em nói rằng cô ấy đi chuyến máy bay lúc 5 giờ sao? Lệ Phù nói, người của Trương Bích Quân đã nhắm vào cô ấy rồi, em tin rằng cô ấy xuống máy bay sẽ bị khống chế ngay. Trương Dương cảm thấy lo lắng, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho cô ấy biết. Lệ Phù nói, chúng ta tương kế tự kế, nếu ngày mai họ ra tay với Tần Manh Manh, thì chúng ta sẽ ra tay với họ trên đường, diễn một vở kịch hay. Trương Dương nói, em sắp xếp nhân thủ xong rồi. Lệ Phù chỉ vào ngực hắn rồi nói, anh và em là đủ để ứng phó rồi. Trương Dương nói, còn mấy tiếng là phải xuất phát rồi. Lệ Phù nói, anh chuẩn bị tâm lý đi, tâm lý đánh trận ấy. Trương Đại Quan nói, cái gì ấy nhỉ, sắp sửa phải đi đánh nhau rồi, chúng ta có nên mài gươm trước trận không nhỉ? Hắn cầm tay Lệ Phù đặt lên bộ phận đột ngột phồng lên của mình. Lệ Phù đỏ mặt, sao anh lắm sức lực vậy? Lâm trận mài đao, nhất định phải vậy, lưỡi đao này phải được mài cho sắc. Anh đi chết đi, ưm. 3 giờ sáng, Trương Đại Quan yên lặng rời khỏi khách sạn Thanh Giang, treo một tấm biển do Not Disturb trên cửa. Trước khi đi hắn quay người lại nhìn tấm biển, rồi sao có cảm giác như lại ông còn ở bụi này vậy? Bên ngoài là một màn đen kịt. Trương Đại Quan rời khỏi khách sạn Thanh Giang, một chiếc xe máy Piaggio đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt Lệ Phù vẫn còn đầy cảm xúc, phụ lâm trận mài gươm của Trương Đại Quan làm toàn thân cô đau nhừ. Trương Dương ngồi lên đằng sau chiếc xe, ôm lấy eo cô, cười, thấp giọng nói, tư thế này thật là không nho nhã. Lệ Phù chẳng khách khí gì, cút đi, sắp sửa làm việc rồi, đừng nói linh tinh nữa. Cô phóng xe, chiếc xe lao vút về đằng xa. Tần Manh Manh vừa ra cửa. Đã có hai người đàn ông mặc đồ vest màu đen bước về phía cô, Tần Manh Manh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng quay người, đằng sau cô cũng có hai người đàn ông vây đến, cô không chạy được nữa, đành đứng ở chỗ cũ, lạnh lùng nhìn bốn người đàn ông đó, làm gì vậy? Một người đàn ông trong số đó lịch sự cười với Tần Manh Manh, Hà tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi là người làm việc trong cơ quan kiểm sát, đây là giấy chứng nhận công tác của tôi, có một vài việc liên quan đến cha cô cần phải tìm hiểu. Hy vọng cô có thể hợp tác điều tra với chúng tôi. Tần Manh Manh nói, tôi có thể từ chối không? Người đàn ông đó vẫn giữ nụ cười lịch sự, tôi nghĩ tốt nhất là cô đừng lựa chọn như vậy. Tần Manh Manh cắn cắn môi, một người đàn ông đến giúp cô cầm vali hành lý. Tần Manh Manh ý thức được mình đã bị khống chế. Cô gật gật đầu, đột nhiên cô kêu thét lên, cứu với, cướp, cướp. Người đàn ông vừa rồi nở nụ cười nhanh chóng nắm lấy tay Tần Manh Manh vặn về sau rồi còng lại. Sau đó lấy ra một túi bột trắng trong túi Tần Manh Manh, dơ lên trước con mắt đầy hoảng sợ của Tần Manh Manh, nhẹ nhàng nói chúng tôi đã nhắm cô rất lâu rồi. Tần Manh Manh bị họ áp giải lên một chiếc xe ben, trong xe đã có một người đàn ông trung niên đang đợi, ánh mắt của gã nhìn Tần Manh Manh, rồi cười với Tần Manh Manh và nói, Hà tiểu thư, cô đừng sợ, chúng tôi chỉ là muốn tìm hiểu một vài tình hình mà thôi, nếu như cô phối hợp với công việc của chúng tôi, thì cô sẽ nhanh chóng được thả thôi. Tần Manh Manh nói, các người là ai? Các người nhất định không phải là người của cơ quan cảnh sát. Chiếc xe chậm chậm khởi động, người đàn ông trung niên nói, tôi họ Thôi, cô có thể gọi tôi là Thôi tiên sinh, tôi quen với cha cô rất lâu rồi, có điều tôi không biết rằng ông ấy có một cô con gái xinh đẹp như vậy. Tần Manh Manh nói, tôi chưa từng gặp ông. Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng chưa nghe nói đến cô, nhưng Hà tiên sinh đã gửi toàn bộ tài sản của ông ấy cho cô rồi. Tần Manh Manh nói, ông muốn gì? Thôi tiên sinh cười nói, tôi muốn cô phối hợp với công tác của chúng tôi, trong thời gian này, chúng tôi sẽ cố hết sức tạo cho cô điều kiện tốt nhất, cô chỉ cần đi hưởng thụ là được, mấy ngày sau, chúng tôi sẽ thả cô ra. Tần Manh Manh đã hiểu, cô thấp giọng nói, các người muốn lợi dụng tôi để uy hiếp Hà tiên sinh. Thôi tiên sinh cười nói, tôi hơi tin rằng cô là con gái của Hà Trường An rồi đấy, cô thông minh như ông ta vậy, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu tôi là cô, thì tôi sẽ không về nước đâu. Tần Manh Manh nói, các người có phải cần tiền không? Thôi tiên sinh nói, cần gì, thì đấy là việc của tôi quyết định. Chiếc xe ben phóng đi trong màn đêm, từ kính chiếu hậu, lái xe có thể nhìn thấy một ngọn đèn đang tiến gần về phía họ, lái xe chau chau mày, đối phương bật đèn chiếu xa, phản quang rất mạnh, may mà kính chiếu hậu của chiếc xe ben có thể chống lóa. Chiếc xe máy rất nhanh đi song song cùng với chiếc xe ben.
Thôi tiên sinh bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ, gã nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra rằng người đàn ông ngồi ở phía sau chiếc xe máy đã đứng dậy. Với tốc độ như vậy mà có thể đứng dậy, giữ thăng bằng quả thật hiếm thấy, chẳng lẽ đây là hai người ở rạp xiếc sao? Người đàn ông quay mặt lại, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ của Tổng thống Mỹ Clinton. Thôi tiên sinh ngay lập tức cảm thấy không hay, gã lớn tiếng nói, đâm nó. Lái xe nhận được mệnh lệnh, quay vô lăng, chiếc xe áp về phía xe máy, chiếc xe máy vẫn phóng nhanh, trong tích tắc tăng tốc, tên đàn ông đeo mặt nạ Clinton nhảy lên. Quay người trong không trung, rồi hạ xuống trên đỉnh xe Ben. Lái xe vội vàng đạp thắng, muốn làm cho tên đàn ông ngã xuống, nhưng trên đỉnh xe vang lên một tiếng đập mạnh, đùng một tiếng, cửa trên bị đập vỡ nát. Một người đàn ông móc súng ngắm thẳng lên, không đợi gã bóp cò, bàn tay đã bị một người tóm lấy, kéo cả người gã ra ngoài, gã không thể nhìn rõ bên ngoài là gì, mặt đã bị dính một cú đánh đau điếng, sau đó kêu thét lên từ trên đỉnh xe lăn xuống dưới. Thôi tiên sinh và những người còn lại vội vàng móc súng ra, lái xe chăm chú lái, đột nhiên hai mắt gã trừng lớn lên vì kinh sợ, nhìn thấy chiếc xe máy ở đằng trước đang phóng đến với tốc độ cao, người lái xe tay trái cầm lái, tay phải cầm một khẩu súng vô thanh, nhắm chuẩn tấm kính chắn phía trước bóp cò liên tục, tất cả đều là kính chống đạn, mấy viên đạn không thể xuyên qua tấm kính. Hai chiếc xe ngày càng gần, người lái xe đứng lên trên chiếc xe máy, nhảy lên trước tích tắc hai xe đâm nhau. Tên đeo mặt nạ Clinton là Trương Dương, hắn và Lệ Phù cùng diễn một vở kịch cướp đường, nhìn thấy Lệ Phù nhảy đến, Trương Đại Quan ôm lấy eo cô, Lệ Phù chỉ cảm thấy mình bay ra như một đám mây, vốn tên này đã nói rằng sẽ đỡ cô, sao đột nhiên lại vất cô ra ngoài chứ, đây không nằm trong kế hoạch, Lệ Phù cũng hơi sợ, hai tay ôm lấy mũ bảo hiểm, nếu thật sự ngã xuống đất, thì có lẽ sẽ gãy hết xương, Trương Dương ơi là Trương Dương, em với anh có thù gì lớn chứ, vừa rồi còn cùng anh mài đao mà. Lệ Phù rất giận. Nhưng điều làm cô kinh ngạc là, cô ngã rất nhẹ nhàng trên thảm cỏ, không hề thê thảm như tưởng tượng, hóa ra Trương Dương dùng một chưởng làm giảm lực quán tính của cô, để đưa cô đến một nơi an toàn. Chiếc xe Ben đã đâm vào chiếc xe máy ngay lập tức bốc cháy, ngọn lửa che mất tầm nhìn của lái xe, chiếc xe Ben siêu vẹo đâm vào lan can ven đường, rồi lao xuống dốc. Trương Đại Quan nhảy vào xe từ lỗ hổng trên nóc, mấy người trong xe mặc dù có súng trong tay, nhưng sau một loạt va chạm vừa rồi, có hai người đã làm rơi súng, chỉ có Thôi tiên sinh vẫn cầm súng, gã hướng súng vào Trương Dương, tốc độ ra tay của Trương Đại Quan nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của gã, vừa mới nhấc lên, nắm đấm của Trương Dương đã rơi lên mặt Thôi tiên sinh, làm cho gã này hự một tiếng, mặt mày nở hoa. Trương Dương ngay lập tức vặn tay gã, cướp lấy khẩu súng. Trong lúc chiếc xe Ben lao xuống dốc, lái xe vì đập đầu vào vô lăng nên đã ngất đi. Lệ Phù nhanh chóng chạy đến gặp Trương Dương. Trương Dương đạp cửa xe, đẩy Thôi tiên sinh mặt mày đầy máu ra, sau đó đỡ Tần Manh Manh ra ngoài. Lệ Phù dùng súng dí vào đầu Trương Dương, nói, ai phái ông đến đây? Thôi tiên sinh cười lạnh lùng nói, các người không muốn sống nữa rồi. Lệ Phù gật đầu, nhắm vào đầu gối Thôi tiên sinh rồi bóp cò, cô ra tay rất quyết đoán, làm cho Thôi tiên sinh kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi run rẩy nói, cô giết tôi đi. Lệ Phù nói đầy khinh miệt, tưởng rằng tôi không dám á. Cô giơ tay ra, dùng chuôi súng đánh mạnh vào mặt Thôi tiên sinh, làm cho Thôi tiên sinh ngã ra mặt đất. Chương 1835, Lâm trận mài gươm 2. Trương Dương tìm được chìa khóa của chiếc còng, giúp Tần Manh Manh giải thoát, rồi dùng truyền âm nhập mật nói với cô, đừng sợ, là anh đây. Ánh mắt Tần Manh Manh đầy sự vui mừng, biết được người trước mặt mình là Trương Dương. Cô ngay lập tức liền không sợ nữa. Nhưng đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, cô thét lên, cẩn thận. Cô ập lên người Trương Dương, ngay lập tức một tiếng súng vang lên, đó là người lái xe đã tỉnh lại, nhắm súng vào Trương Dương, từ góc độ của Tần Manh Manh có thể nhìn thấy, cô đã đỡ cho Trương Dương phát súng này. Trương Đại Quan hét lên một tiếng, rút lấy con dao dắt trong eo, nhanh như chớp chạy đến, đâm vào trán người lái xe, đâm rất sâu. Trương Dương ôm lấy Tần Manh Manh. Nhìn thấy trước ngực cô đã nhuốm máu đỏ tươi. Lệ Phù ngắm vào đầu Thôi tiên sinh rồi nói, ông không nói, tôi cũng biết. Nói với Trương Bích Quân, tôi không tha cho bà ta. Dứt lời, cô bóp cò, ngay lập tức viên đạn bắn nát tai trái của Thôi tiên sinh. Tiếng súng này đã làm cảnh sát chú ý đến, họ không dám ở lại lâu, dẫn Tần Manh Manh nhanh chóng rời đi. Về đến đường cái, nhân viên tiếp ứng của Lệ Phù đã lái xe đến. Họ lên xe, Trương Dương điểm vào huyệt của Tần Manh Manh giúp cô cầm máu.
Lệ Phù nói, có cần phải đến bệnh viện không? Trương Dương lắc lắc đầu nói, đưa anh đến Hương Sơn. Trần Tuyết thấy Trương Dương ôm Tần Manh Manh người đầy máu về liền vô cùng kinh ngạc. Lệ Phù không vào biệt vườn, sau khi đưa họ đến nơi liền ngay lập tức rời đi. Trương Dương không kịp giải thích với Trần Tuyết, mà căng thẳng nói, chuẩn bị nước nóng, lấy thuốc kim sáng mà anh để ở trong thư phòng đến đây. Trần Tuyết vội vàng đi lấy. Trương Dương đặt Tần Manh Manh nằm lên giường, viên đạn đó chưa bắn đến nội tạng của Tần Manh Manh, mà găm lên xương cô, vì máu khô, nên áo và vết thương dính vào với nhau. Trương Dương bảo Trần Tuyết dùng nước ấm làm ướt vết thương, sau đó dùng kéo cắt áo của Tần Manh Manh ra. Trần Tuyết nói, thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không? Trương Dương bắt mạch cho Tần Manh Manh, rồi thở phào nói, có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tay của hắn đặt lên vai Tần Manh Manh, vận nội lực, đưa viên đạn găm trong xương Tần Manh Manh ra ngoài. Trần Tuyết nhìn đầu đạn đầy máu, kinh ngạc nói, bị súng bắn ư. Trương Dương gật đầu. Bắt đầu khử độc cho vết thương của Tần Manh Manh, sau đó đắp lên thuốc mật chế kim sang dược của mình. Làm xong tất cả những điều này, hắn bảo Trần Tuyết dọn sạch tất cả mọi thứ, đốt tất cả quần áo chăn chiếu dính máu. Sau khi Trương Đại Quan tắm xong liền vào trong xem, thấy Trần Tuyết đã dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ, tàn cho đốt quần áo cũng đã lấy nước rửa sạch, Trương Đại Quan cười nói, thật ngại quá, cứ phải làm phiền em. Trần Tuyết nói, sợ phiền đến em thì đừng gây phiền phức nữa. Trương Dương nói, anh rất ít khi gây phiền phức, nhưng phiền phức cứ tự tìm đến. Trần Tuyết nhìn Tần Manh Manh đang nằm nghỉ ở trong phòng rồi nói, xem ra lần này phiền toái không hề nhỏ. Trương Dương nói, có muốn biết đã xảy ra chuyện gì không? Trần Tuyết lắc đầu nói, không muốn, em phát hiện ra rằng cách tốt nhất để không bị anh làm phiền là cách anh xa một chút. Cô quay về trong phòng, lấy túi sách của mình. Trương Đại Quan nói, thật sự muốn đi sao? Trần Tuyết lạnh lùng đáp, anh có việc của anh, em cũng có việc của em đã hứa với giáo sư rằng hôm nay đến xem luận văn giúp ông ấy. Trần Tuyết quay người đi. Trương Đại Quan tự thở dài, Trần Tuyết thật là một cô gái không giống với mọi cô gái khác, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô đều không hỏi nhiều, có điều phản ứng đầu tiên của Trần Tuyết là ngầm giúp đỡ hắn, quyết không nói thêm một câu. Sau khi Trần Tuyết đi khỏi, Trương Dương đã nghĩ đi nghĩ lại rồi gọi điện cho La Tuệ Ninh. Mặc dù tình hình hiện tại của Tần Manh Manh đã ổn định, nhưng cô vẫn đang nguy hiểm, còn rất nhiều người đang muốn bắt cô. La Tuệ Ninh không hề biết rằng Hà Vũ Mông là Tần Manh Manh, càng huống hồ Tần Manh Manh đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, dáng vẻ của cô hiện nay hoàn toàn khác với trước kia. La Tuệ Ninh cho Trương Dương một đề nghị, muốn bảo vệ sự an toàn cho Hà Vũ Mông, thì tốt nhất là đưa cô ấy đến đại sứ quán của Bahamas tại Trung Quốc. Bà ấy sẽ đến đó chóc vòng một tiếng đồng hồ, giúp Trương Dương đưa Hà Vũ Mông đến đó. Tần Manh Manh tỉnh lại, cảm thấy vai mình tê dại, vai phải không có cảm giác gì, sau đó cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Trương Dương, Tần Manh Manh nói nhỏ, anh. Trương Dương gật gật đầu, dùng khăn lau mồ hôi trên trán cô, rồi nhẹ nhàng nói, đừng nói nữa, em nghỉ đi. Tần Manh Manh nói, anh không sao chứ. Trương Đại Quan nghe thấy câu nói đầu tiên của cô lại là câu nói quan tâm xem hắn có bị thương hay không, trong lòng vô cùng cảm động. Hắn mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, sao anh lại có chuyện gì được chứ, nhưng có điều, nếu như em không đỡ cho anh viên đạn đó, thì người bị thương bây giờ có lẽ là anh rồi. Thật ra với phản ứng của hắn, dù là đối phương bắn hắn, cũng không thể nào làm nguy hại đến tính mạng hắn được, vì chính hành động đỡ đạn này của Tần Manh Manh đã làm cho cô bị thương oan. Tần Manh Manh thở phào, anh không sao là tốt rồi, tay em có phải bị gãy rồi không? Trương Dương cười nói, có anh ở đây, đảm bảo một tuần sau là em phục hồi lại như thường. Không có lấy một vết sẹo. Tần Manh Manh nói, anh đúng là thần y tuyệt thế vô song. Trương Đại Quan nói, em nghỉ đi, anh đi ra ngoài xem sao, có lẽ mẹ nuôi anh đến rồi. Tần Manh Manh kinh ngạc nói, bà ấy đến làm gì? Cô nghĩ đến việc thân phận mình có lẽ sẽ bị tiết lộ. Trương Dương an ủi cô, em yên tâm đi, mẹ nuôi anh không biết thân phận thật sự của em, bà ấy đến là để giúp anh đưa em đến Đại sứ quán Bahamas. Trương Dương đã nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Để đảm bảo sự việc được tiến hành thuận lợi, lần này La Tuệ Ninh đích thân đến, nhìn thấy Trương Dương bà thở dài nói, con ấy à, lúc nào cũng gây chuyện hết. Trương Dương cười xấu hổ đáp, mẹ nuôi, con cũng phát hiện ra rồi, con càng không muốn làm phiền mẹ, thì càng phải làm phiền mẹ. La Tuệ Ninh nói, lên xe rồi nói tiếp. Trương Dương vào trong phòng, ôm lấy Tần Manh Manh.
La Tuệ Ninh đương nhiên không nhận ra rằng cô gái trong lòng Trương Dương kia chính là Tần Manh Manh đã làm cho con trai bà yêu như điên dại. Sau khi khởi động xe, La Tuệ Ninh mới nói, mẹ đã liên lạc với bên đại sứ quán rồi, cô ấy có thể tạm thời dưỡng thương trong đại sứ quán, sau khi vết thương lành, bên Bahamas sẽ sắp xếp giúp cô ấy về nước. Tần Manh Manh nói, tôi muốn đi gặp Hà Tiên Sinh. La Tuệ Ninh lắc đầu nói, việc này thì tôi không sắp xếp được, giờ đây ông ấy đang bị theo dõi rất chặt, cô vừa xuống máy bay đã bị công kích, từ việc này có thể chứng minh rằng người hứng thú với ông ấy không chỉ là bộ phận quốc gia, mà còn có một vài thế lực chúng ta không biết. Tần Manh Manh thấp giọng nói, tôi không hiểu, tại sao họ phải đối phó với Hà Tiên Sinh. La Tuệ Ninh nói, có lẽ ông ấy giữ bí mật gì đó, vì vậy mới có người muốn lợi dụng cô để ép ông ấy nói ra bí mật này. La Tuệ Ninh đích thân đưa Tần Manh Manh đến Đại sứ quán Bahamas, sau khi sắp xếp xong bà rời đi ngay lập tức, trước khi đi, bà gọi Trương Dương ra ngoài, rồi thấp giọng nói, mẹ không biết Hà Trường An có một cô con gái. Trương Đại Quan cố tình không hiểu, con cũng không biết, lần trước khi chú ấy đến Đông Giang mới nói với con, Hà Vũ Mông là con gái riêng của chú ấy, đúng thật là hơi giống. La Tuệ Ninh nói, Hà Trường An lăn lộn nhiều năm trong giới thương nhân, tài sản tích lũy khá lớn. Có lẽ ông ấy đã sắp xếp đường lùi lâu rồi, và chuyển hết tài sản cho cô con gái riêng Na Phi, mẹ nghĩ chính vì lý do này nên Hà Vũ Manh mới gặp phải nhiều phiền phức như vậy. Trương Dương nói, con thấy những người này không chỉ đơn giản là cần tiền, có lẽ còn cần tính mạng nữa. La Tuệ Ninh nói, có lẽ Hà Trường An sẽ không sao, giờ đây Hà Vũ Mông ở trong đại sứ quán, an toàn hơn nhiều khi ở ngoài. Khi cô ấy khỏi vết thương, cố gắng khuyên cô ấy nhanh chóng rời đi. Con đừng liên lụy quá nhiều vào việc này. Bà nhìn sang Lý Vĩ bên cạnh rồi nói, mấy ngày này mẹ tạm thời bảo Lý Vĩ ở lại đây giúp đỡ, anh ta hiểu nhiều về việc ngoại giao hơn con, để anh ta bảo vệ Hà Vũ Mông sẽ hợp lý hơn, dù là có người biết được tung tích cô ấy, chỉ cần biết rằng mẹ nhúng tay vào làm chuyện này, có lẽ sẽ không dám kinh động. Tần Manh Manh ngồi trên giường, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, đến khi Trương Dương gõ cửa đi vào. Trương Dương cười nói, nghĩ gì thế? Sao mà chăm chú vậy? Tần Manh Manh nói, lo lắng chuyện của ông. Ông ở đây chính là cha cô Hà Trường An. Trương Dương nói, em yên tâm, hôm trước anh đã đi thăm chú ấy rồi, bệnh tình của chú ấy không quá nặng, thiết bị y tế của Bích Thủy Đàm rất tốt, và thiết bị an toàn cũng rất đầy đủ. Tần Manh Manh nói, lần này gây phiền phức cho anh rồi, em nghe nói ông đột nhiên bị bệnh nặng, vì vậy mới vội về. Trương Dương nói, huyết mạch liên thông, em lo cho chú ấy cũng là chuyện nên làm thôi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên giường, rồi nhẹ nhàng nói, chú ấy đoán được em sẽ đến, còn bảo anh nhanh chóng liên lạc với em, hy vọng có thể khuyên em từ bỏ ý định này, không ngờ cuối cùng anh vẫn không thể ngăn em quay về. Chương 1836, Câu lạc bộ Hồng Kỳ 1. Tần Manh Manh nói, thân là con gái, em vẫn phải làm gì đó cho ông ấy. Nói xong cô ta không khỏi cười khổ nói, hiện tại xem ra em không những không giúp được gì. Ngược lại còn mang theo không ít phiền toái cho anh. Trương Dương nói, chú không sao đâu, về bệnh tình của chú ấy là do có người thổi phồng lên thôi, đồn đại ra ngoài, chính là để khiến em lo lắng, em về nước, chính hợp ý họ, nếu em lọt vào tay họ, bọn họ vừa hay có thể lợi dụng em để áp chế Hà Tiên Sinh. Tần Manh Manh nói, ông ấy rốt cuộc đã đắc tội với người nào? Nếu lai lịch số tiền của ông ấy có vấn đề, chúng ta có thể quyên tất cả tiền đi, em trước đây cũng không có quá nhiều tài phú như vậy. Đối với em mà nói thì tiền không quan trọng, chỉ cần người nhà bình an là tốt rồi. Trương Dương trấn an cô ta, đừng nghĩ nhiều như vậy, tạm thời ở tại chỗ này dưỡng thương đã. Hắn nhớ tới quyển sách tìm được từ Bắc Quốc Sơn Trang, lấy ra giao cho Tần Manh Manh. Tần Manh Manh cầm lấy quyển sách đó, sau khi mở ra thì nhìn thấy trên trang tên sách có dòng chữ quen thuộc thì không khỏi rơi lệ, nước mắt trong suốt rơi xuống giấy, cô ta vội vàng khép sách lại. Có chút ngượng ngùng cười cười với Trương Dương, để anh chê cười rồi. Trương Dương nói lại một lần lai lịch của quyển sách với cô ta, anh thấy Hà Tiên Sinh cất giữ quyển sách kỹ như vậy. Chắc hẳn là vô cùng quan trọng. Tần Manh Manh lắc đầu nói, từ quyển sách này em không nhìn ra bất kỳ manh mối gì. Cô ta đưa sách cho Trương Dương, anh giúp em cất đi, bất kể quyển sách này cất giấu bí mật gì, thì ở trong tay em cũng không an toàn, hay là giao cho anh bảo quản tạm thời đi. Trương Dương cười nói, được, vậy thì anh cất giúp em. Sau khi Trương Dương dặn dò Lý Vĩ thì rời khỏi đại sứ quán. Hắn vừa mới ra khỏi cửa lớn của đại sứ quán thì mưa to bất ngờ ập tới. Trương Dương chạy tới ven đường, vươn tay ra bắt taxi rồi ngồi vào,
Di động của hắn đổ chuông, Trương Dương cầm điện thoại, alo. Trương Dương, anh tới Kinh Thành rồi à? Người gọi điện thoại tới là Cha Vi. Trương Dương cười nói, tới rồi, cô không phải tới nước Pháp bồi dưỡng thiết kế châu báu ư. Cha Vi cười nói, tôi cũng không phải là một đi không về, vừa xuống phi cơ. Nghe chú tôi nói anh đã tới Kinh Thành. Trương Dương hơi ngẩn ra, không ngờ cha Tấn Bắc chú ý tới mình như vậy, hắn nhớ tới khi ở Đông Giang, cha Tấn Bắc từng hẹn nói chuyện với mình, tiết lộ muốn gặp mặt Hà Vũ Mông, mục đích là muốn lấy mỏ vàng của Hà Trường An ở Phi Châu. Trương Dương đối với cha Tấn Bắc luôn không có thiện cảm, thậm chí hoài nghi chuyện Tần Manh Manh bị cướp là hắn làm. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của cha Tấn Bắc, Tiểu Vi, để chú nói chuyện với hắn. Cha Vi đưa điện thoại di động cho y, cha Tấn Bắc nói, Trương Dương, cha Vi vừa trở về, buổi trưa tôi mở tiệc đón gió cho nó ở Kim Vương Phủ, cậu cũng tới đi. Trương Dương nói, được. Khi Trương Dương tới Kim Vương Phủ, càng to, khoảng cách ngắn ngủn vẫn khiến quần áo trên người cho ướt sũng. Trương Dương nhìn thấy mặc váy dài màu lam, trông rất dân tộc. Nhìn thấy Trương Dương, Cha Vi bật cười ngọt ngào, cô ta ngẩng cái cằm đường cong ôn nhu lên, khẽ cắn môi rồi chậm rãi gật đầu. Trương đại quan nhân tuét miệng cười, tôi còn tưởng rằng là một cô em người Thái xinh đẹp tới, nhìn cả nửa ngày hóa ra là cha đại tiểu thư. Cha Vi nói, tôi không dám nhận cách xưng hô đại tiểu thư, anh hiện tại đã làm quan lớn. Quên người bạn này mất rồi. Trương đại quan nhân nhìn bốn phía, cười nói ấy, hai ta không phải là lão bằng hữu gì cả, là tình nhân cũ thì đúng hơn. Cha Vi đỏ mặt, cút đi, ai là tình nhân cũ với anh? Lúc này Giang Quang Á lái xe BMW của hắn đến, đi cùng hắn còn có Hứa Di, hai người đã xác định quan hệ luyến ái. Trương Dương nói, tôi còn tưởng rằng cô mời tôi mời tôi. Cha Vi nói, anh cảm thấy mình đặc biệt như vậy ư? Cô ta cười đón Giang Quang Á, có triển vọng nhỉ? Thật sự cưa được Hứa Di rồi à? Trương đại quan nhân cũng đi theo, cưa được rồi à? Thằng cha này lặp lại, khiến Giang Quang Á và Hứa Di đều đỏ mặt. Giang Quang Á xin tha, anh Trương, anh là anh ruột của tôi, đừng lôi tôi ra đùa nữa. Cha Vi nắm tay Hứa Di, đừng để ý đến hắn, loại người này chính là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Trương Dương nói, nể mặt chút đi, nhiều người như vậy đừng có lôi tôi ra mà chửi. Mày liễu của Cha Vi dựng ngược, nếu không phải có nhiều người thì tôi còn đánh anh nữa ý. Giang Quang Á mỉm cười nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, lộ ra nụ cười chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời với Hứa Di. Cha Tấn Bắc lúc này từ bên trong đi ra, cười nói, đứng ở bên ngoài làm gì? Mau vào đi. Trương Dương cười chào, cha Tổng, lại bắt ngài tốn tiền rồi. Cha Tấn Bắc cười nói, người một nhà không cần phải nói những lời khách khí làm gì. Cha Vi và Hứa Di cười nói không ngừng, Trương Dương và Giang Quang Á cũng hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, từ trong miệng Giang Quang Á biết được Cố Dưỡng Dưỡng mấy ngày nay đi vẽ thực vật. Giang Quang Á nói, sớm biết rằng anh sẽ đến thì tôi đã đón cả Dưỡng Dưỡng tới rồi. Trương Dương nói, học nghiệp quan trọng hơn, chúng ta đừng làm nát hưởng tới học nghiệp của cô ta. Cha Vi mỉm cười, cô ta hiểu rất rõ quan hệ trong đó, biết Cố Dưỡng Dưỡng thích Trương Dương. Mà Trương Dương thì thủy chung đối đãi với cô ta như em gái, chính là vì nguyên nhân này, Trương Dương tận lực tránh gặp mặt Cố Dưỡng Dưỡng. Cha Tấn Bắc nói, ở cùng với đám người tuổi trẻ các cô các cậu, tôi luôn cảm thấy mình trẻ ra. Trương Dương cười nói, cha Tổng đã già đâu, đúng rồi, hôm nay sao không thấy Khư tiểu thư. Trước đây cơ hồ cha Tấn Bắc ở đâu thì Khư Phượng Tiên sẽ ở đó với y, cho nên Trương Dương mới vừa hỏi như vậy. Cha Tấn Bắc nói, cô ta về Đài Loan rồi. Trương Dương gật đầu. Cha Tấn Bắc hôm nay mượn danh nghĩa đón gió tẩy trần cho Cha Vi để mời Trương Dương tới, tất nhiên là có mục đích của hắn. Nhưng cha Tấn Bắc ở trên bàn cơm không hề nhắc tới, điều này biểu hiện ra tính nhẫn nại hơn người của cha Tấn Bắc, cho đến sau khi ăn xong bọn họ rời đi thì cha Tấn Bắc tự mình tiễn Trương Dương ra ngoài cửa, mỉm cười nói, Trương Dương, tôi nghe nói anh sau khi tới Kinh Thành thì đến bệnh viện Bích Thủy Đàm, thăm Hà Trường An à. Trương Dương gật đầu nói, tin tức của cha Tổng thật sự là rất linh thông. Cha Tấn Bắc cười nói, ai cũng có bằng hữu mà. Trương Dương nói, chủ yếu là bởi vì cha Tổng muốn mỏ vàng ở Phi Châu của hắn. Cha Tấn Bắc cười ha ha, cười một lát mới dừng lại, tôi biết, anh cho rằng tôi là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật ra tôi chỉ là muốn làm một cuộc giao dịch công bình. Hà Trường An cho rằng chuyển nhượng tài sản và công việc của hắn ở hải ngoại cho con gái của hắn thì vạn sự đại cát. Nhưng lại không nghĩ tới một chuyện, gây dựng sự nghiệp đã khó, giữ vững sự nghiệp càng khó hơn.
Hà Vũ Mông đó có bản lĩnh để bảo vệ cho một cơ nghiệp lớn như vậy hay không? Trương Dương nói, tôi thật sự không rõ việc này có liên quan gì tới tôi. Cha Tổng tìm tôi bàn hình như là không cần thiết. Cha Tấn Bắc nói, Trương Dương, chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi trước giờ đều ăn ngay nói thẳng, quan hệ của anh và Hà Trường An rất tốt, tôi biết Hà Vũ Mông cũng khá tín nhiệm anh, tôi không có ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu có thể thì tôi hy vọng anh có thể an bài cho tôi và Hà Vũ Mông gặp mặt, bàn về chuyện mỏ vàng Phi Châu. Trương Dương nói, tôi cũng đang tìm cô ta đây, nghe nói cô ta vừa từ nước Mỹ trở lại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa liên hệ với tôi. Cha Tấn Bắc nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Trương Dương nói, không có việc gì khác thì tôi đi trước. Hắn lên xe BMW của Giang Quang Á lái xe ra khỏi Kim Vương Phủ, Cha Vi từ phía sau quàng vai Trương Dương, ê, chú tôi tìm anh nói chuyện gì thế? Trương Đại Quan Nhân thở dài, còn có thể nói chuyện gì nữa? Hắn coi trọng mỏ vàng ở Phi Châu của Hà Trường An, nhưng Hà Trường An đã chuyển nhượng mỏ vàng cho con gái y. Cho nên chú cô muốn tôi liên hệ với con gái của Hà Trường An, tôi nói này, chú cô dù sao cũng là nhân vật phong vân trong thương giới, sao cứ thích làm chuyện bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vậy. Cha Vi có chút bất mãn chừng mắt lườm Trương Dương, sao lại nói vậy? Chú tôi chọc gì anh à? Hắn luôn là đối thủ cạnh tranh của Hà Trường An, lúc trước là Hà Trường An nhúng tay vào ngành châu báu của chúng tôi, trước khi hắn gặp phiền toái, đã chuẩn bị vứt bỏ ngành sản xuất châu báu. Chú tôi làm như vậy cũng không phải là bỏ đá xuống giếng. Giang Quang Á cười cười hòa giải, thôi mà, chúng ta có thể hòa bình được không? Cha Vi nói, không có cách nào hòa bình với loại người như vậy được, hắn chính là máy chiến đấu, đi tới đâu là đấu tới đó. Hứa Di và Giang Quang Á cùng bật cười. Giang Quang Á nói, tôi nói cho hai người chút tin tức mà tôi hôm nay vừa nghe nói nhé. Cha Vi nói, anh có tin tức gì? Chương 1837, Câu lạc bộ Hồng Kỳ 2. Giang Quang Á nói, hôm qua thị trưởng Tạ Khôn Thành của thành phố Tân Hải tới suối nước nóng cốc lục ấm, tắm xong đi thì cửa xe bị xước. Tạ Khôn Thành tức giận, vì thế sai người đánh cho lái xe đối phương một trận, không ngờ người mà hắn đánh là lái xe của Kiều Lão. Chuyện khéo vậy đó, Kiều Lão và Chu Lão đều đang tắm ở suối nước nóng, càng khéo hơn là, Kiều Lão lúc đó không ngồi xe của mình, cho nên mới xảy ra một hồi hiểu lầm như vậy. Trương Dương thầm lấy làm kỳ, chuyện ngày hôm qua mình không nói với ai, Tạ Khôn Thành chọc phải xui xẻo như vậy, lại không phải là việc làm rạng rỡ tổ tông gì, hắn khẳng định sẽ không nói, chẳng lẽ là Kiều Lão và Chu Lão để lộ phong thanh. Với tu vi chính trị của bọn họ, vô tâm tiết lộ hiển nhiên là không thể, 89 phần 10 là cố ý tiết lộ rồi. Có điều Tạ Khôn Thành không đánh người, Tông Thịnh cũng không chịu thiệt, người động thủ là mình, không biết vì sao không ai nhắc tới hắn. Lời nói kế tiếp của Giang Quang Á càng chứng tỏ phán đoán của Trương Dương. Hiện tại rất nhiều người đều nói Tạ Khôn Thành xúi quẩy rồi, vốn đã xác định hắn sẽ đảm nhận chức bí thư thị ủy thành phố Tân Hải, hiện tại chỉ sợ có biến số rồi. Cha Vi nói, Quang Á, anh từ lúc nào bắt đầu cảm thấy hứng thú với chính trị như vậy? Giang Quang Á nói, gần đây thường tới câu lạc bộ Hồng Kỳ, bên đó mọi người thích tán gẫu về chính trị lắm. Cha Vi cười cười thở dài, thanh danh của con cháu cán bộ đều là bị nhóm người các anh vấy bẩn rồi, Quang Á, anh đừng theo chân bọn họ học xấu. Giang Quang Á nói, không, tôi chỉ thích tới đó chơi thôi. Cha Vi nói, tôi mặc dù ở nước ngoài, cũng từng nghe nói tới danh tiếng của câu lạc bộ Hồng Kỳ, trước đây đều nói kinh thành Tam Công Tử, hiện tại đều nói thời đại của bọn họ đã là quá khứ rồi. Giang Quang Á cười nói, không phải là quá khứ đâu, chỉ người ta là một lòng nhào vào sự nghiệp. Không thích chơi nữa thôi, lại có một đám người trẻ tuổi ngóc đầu lên, cầm đầu là Từ Kiến Quốc, là bạn tiểu học của tôi, anh Trương, chắc là anh cũng quen, hắn là em trai của Từ Kiến Cơ. Trương Dương nói, từng nghe nói nhưng chưa từng gặp. Giang Quang Á nói, tôi dẫn hai người tới câu lạc bộ Hồng Kỳ chơi, vui lắm, toàn là người trẻ tuổi thôi. Cha Vi nói, nghe anh nói như vậy, tôi cảm giác mình già rồi. Trương Dương nói, tôi cũng cảm thấy là mình già rồi. Giang Quang Á cười nói, đừng vậy mà, chỉ là đi chơi thôi, mọi người cùng nhau vui vẻ là được. Trương Dương vốn không muốn, dù sao trong lòng còn vướng bận chuyện của Tần Manh Manh, nhưng nhớ tới La Tuệ Ninh trước chuyện đã nhắc nhở hắn, muốn hắn cố gắng đừng tới Đại sứ quán Bahamas, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, vì thế gật đầu đáp ứng. Cái gọi là câu lạc bộ Hồng Kỳ, nguyên hình là bãi bắn bia, không lâu trước đây được chuyển thành nơi tụ hội. Người dẫn đầu trong đó chính là Từ Kiến Quốc.
thằng Ôn này cũng không phải là hạng người làm việc đàng hoàng. Kinh phí đem bãi bắn bia xây lại thành câu lạc bộ Hồng Kỳ là do hắn nhõng nhẽo xin từ chỗ anh trai hắn là Từ Kiến Cơ, có điều đám tiểu tử này rất có bản lĩnh, mọi người hợp mưu hợp sức, kéo được không ít tài trợ. Trải qua hơn nửa năm kinh doanh, bên này cũng đã có quy mô. Lái vào cửa lớn câu lạc bộ Hồng Kỳ, nhìn thấy bên trên cắm cờ đỏ, trên biển viết bốn chữ to nông trường Hồng Kỳ, vừa mới lái vào liền nhìn thấy tiểu ba tầng lợp ngói đỏ phía trước, bên trên bắt mắt quảng cáo bắt mắt, đả đảo tất cả chủ nghĩa đế quốc phái phản động, tiến hành cách mạng giai cấp vô sản tới cùng. Cha Vi cười nói, cái đám nhóc con các anh cũng biết chơi nhỉ. Nếu không biết còn tưởng rằng về lại những năm 70. Giang Quang Á nói, Kiến Quốc nói đây là hoài cựu. Hắn ngừng xe BMW trước lâu. Mấy người xuống xe, lập tức có hai người trẻ tuổi mặc quân trang bước ra, còn có vài phần khí thế quân nhân, tới trước mặt bọn họ. Hai người trẻ tuổi đồng loạt cúi chào, hoan nghênh thủ trưởng tới chỉ đạo công tác. Trương đại quan nhân tự hỏi đã nhìn quen trường hợp, nhưng chuyện mới mẻ như vậy thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhà ăn bắt trước phong cách hoài cựu những năm 70 hắn cũng đã tới không ít. Nhưng loại câu lạc bộ chủ đề này thì Trương Dương vẫn chưa từng gặp bao giờ. Hai người trẻ tuổi đưa một sâu chìa khóa cho mỗi người, Giang Quang Á giới thiệu, đến đây phải mặc đồng phục. Trương đại quan nhân gật đầu, Cha Vi và Hứa Di cười cười đi tới binh doanh của nữ binh, hắn và Giang Quang Á thì đi tới binh doanh của nam binh. Trương Dương thau một thân quân trang màu xanh lá mạ, cầm mũ thì lại có chút, thứ này đội lên xui lắm. Giang Quang Á nói, đội đi, nơi này yêu cầu phải mũ mão chỉnh tề. Hắn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu lam, quần vải màu lam, trước ngực còn cắm hai cây bút máu. Trên đầu đội mũ lam. Trương Dương nói, hay là hai ta đổi bộ đi. Giang Quang Á cười nói, cũng không phải thực sự đội nón xanh cho anh mà, anh cứ đội đi, nơi này tuyệt đại đa số là kẻ đội nón xanh đó. Trương đại quan nhân gật đầu nói, tôi đội. Hắn đội mũ quân đội lên, Giang Quang Á lại dạy hắn đeo vũ trang bên ngoài. Trương đại quan nhân cảm thán nói, tôi nếu mặc bộ này ra ngoài, người khác kiểu gì cũng cảm thấy tôi chơi trội. Giang Quang Á nói, cái này thì phải nhìn hoàn cảnh, ở đây toàn là ăn mặc kiểu này. Hai người lính vừa rồi cũng là giả, thật ra là nhân viên phục vụ của nông trường Hồng Kỳ, bọn họ đưa cho Trương Dương và Giang Quang Á mỗi người một quyển sách quý màu đỏ, bên trong không phải là lời trích mà là bản đồ của nông trường Hồng Kỳ. Trương Dương và Giang Quang Á một trước một sau ra khỏi nam binh doanh, tới bên ngoài thì nhìn thấy một cô gái thắt đuôi sam, đội mũ cùng màu với Trương đại quan nhân đứng ở bên ngoài, cô ta cười khanh khách nói, chào thủ trưởng, tôi phụ trách dẫn đường cho hai vị. Trương đại quan nhân cười nói, chúng tôi còn có hai người nữa. Vừa dứt lời thì Cha Vi và Hứa Di cũng đã thay quần áo xong, hai người đều mặc sườn xám màu lam, đi giày vải đế bằng màu đen, thoạt nhìn cứ như là em gái học sinh năm 40 vậy. Trương đại quan nhân nói, còn có cả trước giải phóng à, không mặc thế này, tôi còn cho rằng toàn là những năm 70 chứ. Cha Vi cười nói, tôi mặc quân trang không quen, mặc quần áo học sinh để tìm kiếm một chút cảm giác của thanh niên năm 40-50. Trương Dương nói, thế không phải là thác loạn thời không ư? Hắn nói với cô gái tết tóc, tiểu thư, có long bào không? Cho tôi một bộ. Cô gái đó cười nói, thủ trưởng, xin gọi tôi là tiểu đồng chí, ở chỗ chúng tôi không có tiểu thư, chỉ có đồng chí thôi. Bọn Cha Vi đều bật cười. Giang Quang Á nói, đi chơi nào. Bọn họ dọc theo đường nhỏ đi ra, một mảng sân bãi rộng lớn xuất hiện trước mắt bọn họ, không ngờ còn có hai chiếc xe tăng kiểu 59. Còn có bốn chiếc máy kéo, bốn chiếc xe jeep kiểu cũ, hơn 10 chiếc xe máy thùng. Trương đại quan nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bật cười. Đây là thế nào vậy, cái đám này đúng là chịu chơi, đến cả máy kéo cũng kiếm tới được. Trương đại quan nhân cũng muốn chọn xe tăng, đáng tiếc hắn không biết lái, cho nên lên xe máy thùng. Giang Quang Á và Hứa Di chui vào trong xe tăng, khiến Trương Dương không ngờ là Giang Quang Á không ngờ biết lái xe tăng. Cha Vi chỉ vào chiếc máy kéo nói, Trương Dương. Chúng ta lái máy kéo. Trương đại quan nhân cười nói, thứ đó không đi được. Cha Vi nói, chưa ngồi bao giờ, ngồi thử cho biết. Theo như lời Giang Quang Á thì câu lạc bộ Hồng Kỳ ở trung tâm nông trường Hồng Kỳ, cách vị trí của bọn họ không đến 500 thước, Trương đại quan nhân lái máy kéo, trong tiếng ỉn ỉn cùng đi ngang với xe tăng. Cha Vi vui vẻ ngửa tới ngửa lui, đúng như lời của cô ta, người tới đây đều là muốn tìm cảm giác kích thích mới mẻ. Đám con cháu quan lớn này chẳng có gì là chưa chơi, chưa gặp, cho nên thích những thứ cổ xưa. Lối vào câu lạc bộ Hồng Kỳ còn dựng hai pháo đài,
bên ngoài là bãi đỗ xe, Trương đại quan nhân lái máy kéo vẫn chưa đã nghiền thì đã tới rồi. Hắn nhảy xuống trước, khi Cha Vi mặc váy xuống máy kéo thì một tay váy, tay kia đưa cho Trương Dương, đây là để tránh lộ hàng, Trương đại quan nhân cười xấu xa nói, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Cha Vi đỏ mặt gắt, nhìn thấy cái đại đầu quỷ anh á. Trương đại quan nhân, đại đầu quỷ của tôi từ lúc nào chui vào váy cô vậy? Cha Vi tức giận đến nỗi hận không thể nhấc chân đá cho hắn một cái, nhưng nếu làm vậy thì lộ hàng mất. Một nam tử trẻ tuổi mặc quân trang bát lộ quân màu xám đi nhanh ra đón, hắn từ xa đã cười nói, Quang Á, anh đã lâu rồi không tới cổ động cho tôi. Không đợi Giang Quang Á giới thiệu, hắn đã cười nói, chị Vi cũng tới à? Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên mặt Trương Dương, có chút kích động nói, đây không phải là anh Trương Dương ư. Trương đại quan nhân nghe hắn nói như vậy thì lập tức liền đoán được đây là Từ Kiến Quốc, em trai của Từ Kiến Cơ, Trương Dương và Từ Kiến Cơ là anh em kết nghĩa, Từ Kiến Quốc gọi hắn một tiếng anh cũng là đương nhiên. Chương 1838, câu lạc bộ Hồng Kỳ 3. Trương Dương cười cười vươn tay ra, tôi nếu không đoán sai thì anh nhất định chính là Kiến Quốc. Từ Kiến Quốc liên tục gật đầu nói, vâng, anh Trương Dương, tôi đối với anh nghe danh đã lâu, như sấm bên tai, anh tôi cũng không ít lần nhắc tới tôi trước mặt anh. Trương Dương cười nói, anh cậu là nhị ca kết bái của tôi, cậu chính là huynh đệ của tôi, giữa huynh đệ cũng đừng khách sáo như vậy. Từ Kiến Quốc nói, anh Trương Dương, anh không biết đấy thôi, anh là thần tượng của tôi rất sùng bái anh. Trương Dương nói, huynh đệ, anh đừng khiến tôi phỏng mũi. Từ Kiến Quốc nói, tôi nói thật mà, sự tích Quang Huy lúc trước anh ở trên trường thành tiến khâu đấu với cây gậy Triều Tiên và Nhật Bản tôi đều đã nghe nói, trong lòng tôi anh chính là anh hùng dân tộc, khiến người Trung Quốc chúng ta được nở mày nở mặt, còn nữa, anh tôi có nhắc tới chuyện các anh ở Đông Giang gặp sói, anh thật sự là quá lợi hại. Cha Vi nói, Kiến Quốc, anh còn tâng bốc hắn nữa là hắn bay tít lên tận mây xanh đấy. Từ Kiến Quốc nói, tôi nói thật mà, Quang Á cũng biết, tôi trước giờ đều không nói láo. Giang Quang Á nói, hắn không nói láo đâu, hắn cho rằng những lời nói của mình đều là thật. Từ Kiến Quốc nhíu mày, Quang Á, tôi nghe ra rồi, anh là đang mắng tôi. Một đám người đều bật cười, Từ Kiến Quốc nói với hứa Di, cô cân nhắc lại đi, thằng ôn Giang Quang Á này đối với bằng hữu không có hậu đạo như vậy, về sau chưa chắc đã đối tốt với cô, thật ra tôi cũng rất thích cô, tôi chưa bao giờ nói láo, cô hay là nghĩ thử tới tôi đi. Giang Quang Á tức giận đến nỗi nhấc chân lên đá vào mông hắn một cái. Cha Vi cười nói, chưa từng gặp người như anh, ngang nhiên đào góc tường của bằng hữu. Giang Quang Á nói, đúng vậy, vợ của bạn không thể đùa. Từ Kiến Quốc chỉ nói đùa thôi, hắn và Trương Dương đi vào câu lạc bộ, cười cười giới thiệu, anh Trương Dương, tôi làm cái câu lạc bộ này nói trắng ra chính là nhàm chán, tiền đều là anh tôi tài trợ, chủ yếu tôi thấy mọi người bình thường không có chỗ nào chơi. Câu lạc bộ xa hoa thì quá nặng nề, hơn nữa, kinh thành có nhiều câu lạc bộ như vậy, hơn phân nửa đều có liên quan tới đánh bạc, nếu không cũng chính là chính trị gia và thương nhân tụ cùng một chỗ thương lượng âm mưu quỷ kế, nơi đơn thuần nhiệt huyết như của chúng tôi không nhiều lắm. Trương Dương nói, có gì chơi không? Từ Kiến Quốc cười nói, cái gì cũng có, phải xem anh thích gì, có đua xe, có bắn nhau, có đấu quyền anh, đương nhiên, anh muốn đánh bạc cũng được, còn... Hắn nhìn chung quanh. Thấp giọng cười nói, chỗ tôi không cung cấp loại dịch vụ đó, có điều anh nếu nhìn ai vừa mắt, hai bên tình đầu ý hợp thì tôi không ngại cung cấp phòng cho anh. Trương Dương cười nói, tới bãi bắn bia đi. Trương Dương bắn mấy phát ở bãi bắn bia, lại cùng bọn Cha Vi chơi kart racing, khi tới bãi đua xe, từ xa có mấy người chú ý tới Trương Dương cũng thấy rõ đám người đó, chính là mấy tên ở sân Gold City lần trước bị Lệ Phù đánh một trận. Mấy người kia chỉ vào Trương Dương nói, anh đứng lại đó cho tôi, nói anh đó. Từ Kiến Quốc vừa hay lúc này không đi theo, cho nên đám người đó không biết Trương Dương là bằng hữu của Từ Kiến Quốc. Trương Dương nói, có việc gì à? Người cầm đầu tới bên cạnh Trương Dương nhìn, anh là bạn trai của cái con nước ngoài đó. Trương Dương nói, tiểu tử, nói chuyện thích chút đức, cẩn thận tôi và anh đó. Giang Quang Á nhận ra mấy người kia đều là bằng hữu của Từ Kiến Quốc. Hắn tiến lên nói, đừng cãi nhau, đây là anh Trương, bằng hữu của ông chủ từ đấy. Từ Kiến Quốc nghe tin chạy tới, từ xa đã phẫn nộ quát, con mẹ nó làm gì vậy hả? Chọc anh Trương Dương của tao à, chúng mày con mẹ nó đều không muốn sống nữa đúng không? Mấy người bị hắn quát thì ngơ ngác nhìn nhau, Từ Kiến Quốc trong đám tiểu bằng hữu vẫn rất có uy tín,
hắn vừa xuất hiện, tự nhiên là không dám chửi nhau nữa rồi. Trương Dương gặp chuyện này, tất nhiên cũng không còn hứng thú đi chơi kart racing, mấy người trở lại phòng nghỉ, Giang Quang Á hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Anh có chuyện gì với họ à? Trương Dương nói, không có gì cả, chỉ là xảy ra chút ma sát trên đường cái thôi. Từ Kiến Quốc vào sau, hắn cười nói, tôi còn tưởng là đại sự gì, anh Trương Dương, thì ra còn có bạn gái ngoại quốc. Cha Vi ý vị thâm trường nhìn Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nói, ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ, giai cấp vô sản khắp thiên hạ đều là thân nhân. Từ Kiến Quốc cười nói, đám vừa rồi đều là tay đua mà tôi mời đến, tôi mắng họ một trận rồi, bọn họ sau khi biết anh là ai, sợ đếu nỗi hết cả hồn, yên tâm đi anh Trương, sau này họ không dám làm phiền anh nữa đâu. Trương Dương nói, vốn không phải là đại sự gì mà, chỉ là hiểu lầm thôi. Từ Kiến Quốc nói, tại tôi bình thường quản giáo bọn họ không, những người này rất là tự do. Một vị binh tới báo cáo với Từ Kiến Quốc, thủ trưởng. Tiệc tối đã chuẩn bị xong rồi, ngài có muốn kiểm duyệt một chút không? Từ Kiến Quốc nói, không cần kiểm duyệt. Hắn nói với Trương Dương, anh Trương Dương, buổi tối cùng nhau chơi nhé. Trương Dương nhìn đồng hồ nói, không được, tôi hôm nay có việc, tới đây chỉ để tham quan chút thôi, dù sao tôi cũng không đi ngay mà, mấy ngày nữa lại hẹn bọn anh của cậu cùng tới chơi. Giang Quang Á nghe nói Trương Dương muốn đi thì cũng có chút thất vọng, anh Trương. Vừa mới đến mà, sao anh đã đòi đi ngay rồi? Trương Dương cười nói, tôi thực sự có việc mà. Cha Vi nói, người ta là nhân viên chính phủ, đến Kinh Thành là để đi công tác, cũng không phải là để chơi. Đâu có giống như đám nhóc con các cậu. Từ Kiến Quốc nói, chị Vi, chị sao lại nói vậy, chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi mà. Cha Vi cười nói, các cậu chơi đi. Tôi cũng không ở đây ôn lại những ký ức ngọt ngào với các cậu nữa, xã hội hiện đại ngũ quang thập sắc, sao lại với chôn chân ở cái nơi trước giải phóng này, tôi thấy các cậu nhàn rỗi quá đấy. Từ Kiến Quốc nói, sự cách biệt giữa hai thế hệ mà. Giang Quang Á gật đầu đồng ý. Trương Dương và Cha Vi cùng nhau đi. Từ Kiến Quốc tiễn bọn họ ra ngoài cửa, hắn nói với Giang Quang Á, anh Trương Dương đúng là phong lưu thật, tôi thấy chị Vi nguy hiểm rồi. Giang Quang Á cười nói, anh đừng nói bậy. Từ Kiến Quốc nói, anh Trương sao lại có sức hấp dẫn lớn như vậy nhỉ? Giang Quang Á nói, tôi nghe nói anh cậu lại đổi bạn gái à? Từ Kiến Quốc nói, tôi không biết, dù sao tôi cũng không nhớ rõ, tôi lười chả buồn hỏi. Trương Dương lái xe BMW của Giang Quang Á đưa Cha Vi về nhà, trước khi đi Cha Vi lấy ra một hộp trang sức, đưa một quan âm thúy cho Trương Dương đeo trên cổ. Trương Đại Quan Nhân nói, Cha Vi à? Tôi là một cán bộ quốc gia, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Cha Vi trừng mắt lườm hắn một cái, cầm không, đừng có được nể mặt mà không biết điều. Trương Dương cười nói, tôi chỉ là cảm thấy thứ này quý trọng quá, tôi lại không có gì cho cô, thật đấy, cứ tiếp tục như vậy. Tôi trừ lấy thân ra đền đáp thì không biết phải đền đáp thế nào đâu. Cha Vi nói, thu hồi cái lấy thân báo đáp của anh đi, anh trừ muốn chiếm tiện nghi ra thì không biết nghĩ tới những chuyện khác à. Trương Dương bật cười hắc hắc. Cha Vi nói, hôm nay đi gấp như vậy có phải còn có an bài hay không? Trương Dương nói, không có an bài gì cả, chỉ là cảm thấy nơi đó ồn ào quá, có thể là tôi già rồi thật, ở cùng một chỗ với những người tuổi trẻ này thấy không hợp. Cha Vi nói, người có cách biệt thời đại là tôi, anh cũng giống như là một đứa bé vậy. Trương Dương nhìn chằm chằm vào ngực cô ta, rãnh của cô cũng sâu lắm, có điều không phải là rãnh lớn. Cha Vi mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nhỏ giọng mắng, không biết xấu hổ có phải hay không. Anh là người đã có vợ, không ngờ lại nói những lời lưu manh với nữ hài tử đơn thuần. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi gần đây cảm thấy rất hứng thú với tâm lý học. Cha Vi nói, tôi nói đông thì anh nói tây, tâm lý học cái gì? Nghiên cứu biến hóa tâm lý từ thiếu nữ thành thiếu phụ, môn học vấn này thật sự là rất tinh thâm. Cha Vi nói, Trương Dương à Trương Dương. Anh có nói đường hoàng đến mấy cũng không che giấu được sự thật anh là một kẻ lưu manh. Trương Đại Quan Nhân nói, cô đúng là hiểu tôi, có thể xuyên qua vẻ ngoài của tôi để nhìn vào thực chất của tôi, ở trước mặt cô, tôi mặc quần áo mà cứ như là cởi chuồng vậy. Hắn bỗng nhiên dừng lại không nói nữa, bởi vì hắn nhìn thấy, một chiếc xe Audi màu đen dừng lại đối diện bọn họ, cha của Cha Vi, phó bộ trưởng trung tổ bộ Cha Tấn Nam từ trên xe bước xuống. Cha Tấn Nam biết chiếc xe BMW này là của Giang Quang Á, tưởng rằng Giang Quang Á đưa con gái về, mỉm cười đi tới. Cha Vi nhìn thấy cha tới, vội vàng mở cửa xe bước xuống, gọi một tiếng cha.
Trương Dương cũng ngại ngồi bên trong xe, xuống xe từ một bên khác rồi rất lễ phép chào, "Bộ trưởng Cha, chào ngài." Cha Tấn Nam lúc này mới phát hiện người lái xe là Trương Dương, không phải là Giang Quang Á, y cười nói, "Tôi còn tưởng rằng là Quang Á đưa con về." Trương Dương nói, "Hắn cho tôi mượn xe dùng, tôi vừa hay tiện đường đưa cha Vi về." Khi Trương Dương đang nghĩ xem nên dùng cách nào để cáo từ thì cha Tấn Nam nói, "Trương Dương, vào nhà ngồi chơi đi." Phó Bộ trưởng Trung Tổ Bộ mời, Trương Đại Quan Nhân cũng không dám cự tuyệt, cha Vi đánh mắt ra hiệu cho hắn, Trương Dương thành thành thật thật đi theo bọn họ vào trong cha ra. Chương 1839, Câu lạc bộ Hồng Kỳ 4. Hồng Tuyết Ninh, mẹ của cha Vi là ca sĩ nổi tiếng, có điều bà ta hiện tại trên cơ bản đã ở nhà, trong hai vợ chồng luôn có một người cần hy sinh sự nghiệp, Hồng Tuyết Ninh trông rất trẻ. Đã hơn 40 mà thoạt nhìn chỉ như hơn 30, đứng cạnh cha Vi trông cứ như là chị em. Cha Tấn Nam cũng vô cùng ôn hòa, mỉm cười mời Trương Dương ngồi xuống. Đừng nhìn Trương Dương bình thường nói đùa quen với cha Vi, nhưng khi vào nhà cô ta thì ở trước mặt cha mẹ cô ta vẫn rất câu nệ. Hồng Tuyết Ninh là người sùng bái Tây Hóa trong sinh hoạt, mang tới một cốc cà phê nóng cho Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân vội vàng đứng dậy nhận bằng hai tay, cảm ơn cô. Cười nói, đừng khách khí, đến đây cứ coi như nhà mình ấy. Bình thường chúng tôi ở trước mặt Tiểu Vi cũng không ra vẻ gì cả. Cha Tấn Nam cười nói, đó là bởi vì không nghiêm khắc nên mới khiến nó được chiều quá hóa hư. Cha Vi nói, cha, nào có người cha nào lại nói xấu con gái mình trước mặt người ngoài. Đúng là đáng ghét. Cha Tấn Nam cũng tiếp lấy một ly cà phê, uống một ngụm rồi phẩm vị. Nói với Trương Dương, Trương Dương, buổi tối ở lại ăn cơm đi. Trương Dương nói, không được, tôi còn có việc. Cha Vi nhìn Trương Dương, trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập vẻ mất hứng. Hồng Tuyết Ninh nói, Trương Dương, chú cha của cậu không dễ dàng giữ người khác lại ăn cơm đâu, cậu cũng không thể cự tuyệt được. Trương Dương nói, vậy tôi làm phiền vậy. Cha Tấn Nam cười nói, trẻ con hiện giờ đều khách khí như vậy à. Cha Vi nghe thấy Trương Dương nguyện ý ở lại ăn cơm thì lập tức tươi cười rạng rỡ. Hồng Tuyết Ninh đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối, cha Vi cũng đi giúp. Trương Dương ngồi một mình với cha Tấn Nam, hắn vô cùng không được tự nhiên, hắn luôn cảm thấy cha Tấn Nam sẽ không vô duyên vô cớ giữ mình lại, chẳng lẽ cha Tấn Nam khó chịu vì hắn kết giao với cha Vi? Muốn mượn cơ hội lần này để gõ mình một chút. Sự thấp thỏm của một người đa số là vì chột dạ mà có. Cha Tấn Nam lại không hỏi về vấn đề của con gái, y nói khẽ, Trương Dương, tôi nghe nói ngày hôm qua cậu và Kiều Lão cùng Chu Lão tới cốc Lục Ấm. Trương Dương nghe thấy y hỏi như vậy thì bỗng nhiên ý thức được. Cha Tấn Nam giữ mình lại ăn cơm không phải là việc tư mà là việc công, nói chính xác thì không phải vì gia sự mà là vì chính sự. Trương Dương thầm nghĩ, cha Tấn Nam đã hỏi, chứng minh y cũng đã biết tìm hiểu chuyện này, mình cũng không cần thiết phải giấu giếm. Trương Dương gật đầu nói, vâng. Cha Tấn Nam nói, có phải xảy ra một số phiền toái hay không? Trương Dương nói, không tính là phiền toái gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi. Cha Tấn Nam cười nói, bên ngoài đồn đại rất găng về chuyện này. Tôi nghe nói lái xe của Kiều Lão còn bị đánh một trận. Trương Dương cười nói, cho nên mới nói lời đồn đáng sợ, căn bản không hề có chuyện này. Cha Tấn Nam tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Trương Dương, mỉm cười gật đầu. Lúc này điện thoại trong nhà vang lên, cha Vi chạy tới nhấc, sau đó nói với cha, cha ngài điện thoại của cha, là bác Tạ. Người gọi tới lại là thị trưởng thành phố Tân Hải Tạ Khôn Thành. Từ sau ngày đó va chạm với Kiều Lão và Chu Lão ở ấm Lục Ấm, Tạ Khôn Thành liền bị vây trong thấp thỏm lo âu, vốn chuyện hắn xuất nhiệm làm bí thư thị ủy thành phố Tân Hải đã được xác định rồi, nhưng hiện giờ lại phát sinh chuyện này, Tạ Khôn Thành liền cảm thấy có chút không ổn, hắn và cha Tấn Nam tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên muốn thông qua cha Tấn Nam để hỏi thăm một chút chuyện nhậm chức của mình có thể xảy ra biến số gì hay không. Cha Tấn Nam cầm điện thoại không dây đi ra ngoài, nói khẽ, lão Tạ, chuyện này chỉ sợ có chút biến số rồi. Tạ Khôn Thành nói, là sao? Cha Tấn Nam nói, chuyện có thể đúng như lời anh nói, có vị lão gia tử muốn mượn chuyện này để gây chuyện. Tạ Khôn Thành nói, tôi cũng không ngờ chuyện này khéo như vậy. Cha Tấn Nam nói, không phải anh không ngờ, trong thiên hạ vốn không có chuyện khéo như vậy. Y tạm dừng một chút rồi lại nói, về vấn đề lãnh đạo tương lai của thành phố Tân Hải, anh không phải là đối tượng khảo sát duy nhất. Tạ Khôn Thành nói, còn có ai nữa? Cha Tấn Nam do dự một chút rồi cuối cùng vẫn nói, Bộ trưởng Kiều. Tạ Khôn Thành đã minh bạch rồi,
Y trầm mặc một hồi lâu rồi nói khẽ, nói cách khác tôi không có hy vọng. Cha Tấn Nam nói, Chu lão đề nghị, chuyện này chắc hẳn hai vị lão gia tử đã đạt thành nhất trí. Tạ Khôn Thành nói, tôi đã minh bạch nên làm như thế nào rồi. Cha Tấn Nam trở về đưa điện thoại cho con gái, cười nói với Trương Dương, ngại quá, cả ngày không được nhàn rỗi, những người chúng ta chính là bận rộn như vậy đó. Trương Dương nói, bộ trưởng cha thật sự là vất vả quá. Cha Tấn Nam nói, nếu tôi nhớ không lầm thì anh ở trong nước hình như là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất. Trương Dương cười nói, bí thư thị ủy của một thành phố cấp huyện thôi, nói trắng ra chính là cán bộ cấp ban, cán bộ trẻ tuổi cấp ban trong nước còn trẻ hơn tôi cũng có mà. Cha Tấn Nam lắc đầu, hiển nhiên không công nhận những lời này của Trương Dương. Y mỉm cười nhắc nhở Trương Dương, thật ra trên chính đàn không thiếu ngôi sao mới xuất hiện, tôi công tác nhiều năm ở trung tổ bộ, cũng gặp không ít thiên tài chính trị, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của tôi để phán đoán, quật khởi càng nhanh, ngã xuống cũng lại càng nhanh, một người được chú ý quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, điều đó có nghĩa là người khác sẽ dùng tiêu chuẩn rất cao để yêu cầu hắn, thành tích công tác đồng dạng, đối với người khác mà nói thì là sáng kiến. Nhưng đối với hắn mà nói lại là đương nhiên. Nhưng sai lầm của hắn lại càng dễ bị người ta phóng đại. Trương Dương nói, cái này gọi là cây cao gió cả, ở trong nước muốn nổi bật cũng không dễ dàng. Cha Tấn Nam cười nói, đây là nhiệt tình xung động của người trẻ tuổi, mà lớn tuổi rồi thì càng sẽ trở nên thành thục nội liếm, lão khí hoành thu. Trương Dương nói, bộ trưởng thích loại nào hơn? Cha Tấn Nam nói, trường hợp bất đồng, biểu hiện cũng phải bất đồng. Trên thế giới này không có tiêu chuẩn đặt ở đâu cũng thích hợp, bởi vì thế giới là đang biến hóa không ngừng, điều này yêu cầu con người cũng phải biến hóa không ngừng, nếu anh không biến hóa theo kịp thời đại thì tất nhiên sẽ bị thế giới đào thải. Kiều lão ngồi trong thư phòng, ánh mắt dừng trên tấm ảnh gia đình trong tay thật lâu, trong đầu ông ta nhớ lại cảnh cả nhà hòa thuận vui vẻ bên nhau lúc xưa, mỗi lần nhớ tới là trong lòng ông ta lại tràn đầy hạnh phúc. Mà khi ông ta trở lại trong hiện thực, trong lòng lại tràn ngập nỗi mất mát khôn kể. Kiều Trấn Lương gõ cửa bước vào, nhìn thấy ảnh trong tay cha, y ấp máy môi, nói khẽ cha nhớ Mộng Viện à. Kiều lão buông ảnh, nói khẽ tuổi càng lớn thì càng trở nên đa sầu đa cảm. Có thể là bởi vì thời gian của cha còn lại không nhiều lắm. Cho nên cha đặc biệt nhớ bọn nhỏ. Kiều Trấn Lương nói cha, bên ngoài gần đây có không ít lời đồn. Kiều lão cười nói, tin đồn vô căn cứ, chưa chắc đã là thật. Kiều Trấn Lương nói cha. Con có thể làm tốt chuyện của mình. Kiều lão đứng lên, đi đến bên cạnh con trai, vỗ vai hắn, nói chuyện lần này, không phải cha an bài gì cho con cả. Chỉ là cha cảm thấy, sĩ đồ của con nên mau chóng trở lại quỹ đạo, cha cũng không giúp con được gì nữa. Tạ Khôn Thành là người của bác Chu con, rất nhiều chuyện hắn không muốn buông, nhưng cha muốn cho hắn hiểu được một đạo lý. Già rồi chính là già rồi, không ai có thể một nhà độc đại, trạng thái phát triển tốt nhất là cân bằng. Để đạt được trạng thái này, mọi người cũng phải làm ra nhượng bộ thích hợp. Kiều Trấn Lương gật đầu, cho nên Tạ Khôn Thành bị hy sinh. Kiều lão nói, chuyện của người khác không liên can tới con, muốn đi tiếp trên con đường này, con đầu tiên phải chú ý tới vấn đề của mình. Kiều Trấn Lương nói, cha, con tôi hiểu rồi. Kiều lão nói, cũng không phải là những lão già chúng ta ích kỷ, chúng ta cũng không phải muốn tiếp tục truyền quyền lực trong tay, trên lịch sử không ai có thể làm được. Cái mà chúng ta muốn làm là tận lực chọn lựa một số người quản lý thích hợp cho quốc gia này, cử hiền không ngại người thân, những lời này cũng không phải là chúng ta dùng để làm cớ, nhãn giới và ngộ tính của những người các con. Bản thân đã mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều. Kiều Trấn Lương nói, cha yên tâm, con sẽ tận sức làm tốt công tác bản chức. Kiều lão nói, con trai, một chính trị gia thành công chưa chắc đã phải lấy hy sinh gia đình ra làm giá. Điểm này cha rất giống cha, có được sự nghiệp nhưng lại mất đi gia đình. Ông ta gật đầu, giọng nói trầm thấp, cũng tốt, như vậy con có thể chuyên tâm, trừ sự nghiệp ra không còn có những chuyện khác sẽ quấy nhiễu đến tâm thần của con. Kiều Trấn Lương nói, cha, đáp ứng con một chuyện. Kiều lão nhìn y, Kiều Trấn Lương chân thành tha thiết nói, cha, con hy vọng về sau, cha đừng xen vào chuyện của con nữa. Kiều lão không hề tức giận. Khóe môi ông ta phát ra nụ cười, cha và bác Chu đã nói qua rồi, mùng 1 tháng 7 chúng tôi sẽ tới Hương Giang, già rồi, đi không nổi nữa rồi. Chương 1840, Câu lạc bộ Hồng Kỳ 4. Trương Dương ăn xong bữa tối thì rời khỏi nhà cha Vi đưa hắn tới ngoài cửa lớn, cuối cùng không nhịn được hỏi, vừa cha tôi nói chuyện với anh lâu như vậy, rốt cuộc là nói chuyện gì? Trương Dương cười nói, hắn cảnh cáo tôi,
bảo tôi đừng lừa khuê nữ của hắn. Cha Vi trừng mắt lườm hắn một cái, sặc, cha tôi không nói vậy đâu. Trương Dương nói, để cô nhìn ra rồi, tôi nói thật nhé, cha cô là khen tôi ưu tú, nói tôi là thiếu niên tuấn tài, có đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Cha Vi nói, càng không thể, cha tôi căn bản không thích anh. Trương Dương nói, không thích tôi mà giữ tôi lại ăn cơm à. Cha cô cũng hư ngụy thật. Anh mới hư ngụy, cha Vi nghe hắn nói như vậy lập tức phát hỏa. Trương Dương cười nói, đừng gấp, nói đùa với cô thôi mà. Cha Vi nói, anh nghe rõ cho tôi, về sau còn dám nói xấu cha tôi như vậy thì tôi sẽ trở mặt với anh đó. Trương Dương nói, được, tôi về sau sẽ tuyệt đối không nói trước mặt nữa. Cũng không được nói sau lưng. Trương Dương nói, tôi sau lưng cũng không nói. Cha Vi đang muốn giáo huấn hắn hai câu thì nhìn thấy xe Bentley của cha Tấn Bắc đi tới, cô ta lập tức thôi nói, Trương Dương xoay người. Xe Bentley đỗ phía sau hắn không xa, cha Tấn Bắc từ trên xe đi xuống, cười nói, Trương Dương, thì ra anh cũng đến đây. Trương Đại Quan Nhân cười nói, cha Tổng, hai ta thật đúng là hữu duyên, đến chỗ nào cũng có thể gặp anh. Cha Tấn Bắc nói, đây là nhà của đại ca tôi, gặp cũng không kỳ quái. Giữa Trương Dương và cha Tấn Bắc không có bao nhiêu tiếng nói chung, hắn cũng lười nói những lời vô nghĩa với cha Tấn Bắc, gờ cáo từ bọn họ. Cha Tấn Bắc nhìn Trương Dương đi xa, bên trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang âm lãnh. Cha Tấn Nam nghe nói cha Tấn Bắc ở bên ngoài gặp Trương Dương, chỉ cười nói, hắn đưa Tiểu Vi về cho nên chúng tôi giữ hắn lại ăn cơm. Cha Tấn Bắc nói, anh, có câu em không biết có nên nói hay không. Cha Tấn Nam nói, có chuyện thì cậu cứ việc nói thẳng, đừng có mang cả tật xấu trên thương trường về đây. Cha Tấn Bắc xấu hổ cười cười, anh, em thấy Tiểu Vi và Trương Dương quan hệ rất tốt. Cha Tấn Nam nhíu mày, cậu có ý gì? Cha Tấn Bắc nói, anh đừng phiền mà, có một số lời em vẫn phải nói ra, Tiểu Vi đã lớn rồi, cũng không yêu ai, em thấy nó đối với Trương Dương có chút đặc biệt, vốn Trương Dương cũng không tồi, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, trông cũng đẹp trai, nhưng hắn đã có vợ chưa cưới, đã đính hôn với Sở Yên Nhiên, con gái của bí thư tỉnh ủy Bình Hải Tống Hoài Minh, em thấy Tiểu Vi và hắn. Cha Tấn Nam nói, hai người bọn họ vốn không có gì mà. Cha Tấn Bắc nói, anh đừng bận tâm, coi như em lắm miệng. Cha Tấn Nam lại thở dài, có một số việc tôi cũng nhìn ra. Cha Tấn Bắc nói, anh, thật ra Giang Quang Á cũng không tồi. Cha Tấn Nam nói, còn cần cậu phải nói à, tôi và Giang gia muốn tác hợp cho chúng, đáng tiếc hai đứa nhỏ lại không hợp nhau. Cha Tấn Bắc nói, xem ra tình cảm của người trẻ tuổi không phải chúng ta có thể làm chủ được. Cha Tấn Nam nói, cậu nói nhiều như vậy. Lại nửa đường bỏ cuộc với tôi, không phải là trước sau mâu thuẫn ư? Cha Tấn Bắc nói, thật ra cho dù Tiểu Vi không có chuyện gì với Trương Dương thì em cũng không hy vọng chúng kết giao quá thân. Cha Tấn Nam nói, có gì thì nói đi, đừng có rào trước đón sau. Cha Tấn Bắc nói, tiểu tử Trương Dương này đặc biệt dính vào nhiều chuyện phiền toái, ví dụ chuyện của Hà Trường An gần đây, biết rõ Hà Trường An bị tình nghi dính líu đến đút lót và trốn thuế. Hắn vẫn đi thăm, thế không phải là chủ động dính vào phiền toái ư? Cha Tấn Nam nói, cũng không thể nói như vậy, từ một góc độ nào đó mà nói, cũng chứng tỏ hắn rất coi trọng tình cảm, đổi thành người khác thì đã sớm trốn còn không kịp rồi. Y sau khi nói xong thì tạm dừng một chút rồi lại nói, Tấn Bắc, tôi nghe nói cậu gần đây đang bận thu mua mỏ vàng của Hà Trường An, cậu hiểu rõ đây là phiền phức, còn dính vào làm gì? Cha Tấn Bắc cười nói, em chỉ là vì việc làm ăn thôi. Không có mục đích gì khác. Cha Tấn Nam nói, chuyện mẫn cảm tốt nhất đừng có dính vào, tiện nghi của Hà Trường An cũng không phải là dễ chiếm như vậy đâu. Trương Dương trở lại ban chú kinh Bình Hải không bao lâu thì có điện thoại trực tiếp gọi tới phòng hắn, là chủ nhiệm ban chú kinh Bắc Cảng Hoắc Vân Châu, cô ta oán trách trong điện thoại, bí thư Trương, ngài đến kinh thành mà không đến chỗ tôi có phải chê chúng tôi là mèo nhỏ hay không? Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Hoắc, cô chính là lãnh đạo của tôi mà. Hoắc Vân Châu nói, đâu có, những lời này tôi không dám nhận đâu, tôi là đang phục vụ ngài mà. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Hoắc giận rồi, nhất định là giận tôi, thật ra Tốn cũng vốn muốn tới chỗ các cô ở, nhưng tôi vừa rồi tìm chủ nhiệm Quách có việc, cho nên mới lựa chọn ở khách sạn Thanh Giang. Hoắc Vân Châu cười nói, tôi cũng không phải là tức giận, chỉ là cảm thấy bí thư Trương không coi tôi là bằng hữu, trong lòng rất ủy khuất, anh đó, ngày mai nhất định phải tới đây. Đêm mai bí thư hạng và thị trưởng cung của chúng ta đều đến kinh thành, bí thư hạng bảo tôi thông chi cho anh tới ăn cơm. Trương Dương nói, không thành vấn đề,
tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn gác điện thoại, thật ra Hạng Thành tới mừng thọ Tiết lão là chuyện trong dự kiến của hắn, dù sao quan hệ của bọn họ cũng sờ sờ ra đó. Về phần Cung Hoàn Sơn tới đây, khẳng định là theo Hạng Thành tới cho quen mặt, Tiết lão và hắn không có giao tình gì cả. Trương Dương đang nghĩ tới việc này thì di động của hắn lại đổ chuông, số điện thoại lạ, có điều hắn vẫn bắt máy, bên kia truyền đến tiếng nước ngoài, rất ít có bằng hữu ngoại quốc gọi điện thoại cho hắn. Trương Dương ngây ra một thoáng, mới ra nghe đối phương không ngờ là Saddam. Hiện giờ thằng cha này đã trở thành thống đốc bang New York. Saddam ở đầu kia điện thoại bật cười, hắn cười ha ha, nói, Trương Dương, anh vẫn nghe ra giọng nói của tôi à? Trương Dương nói tiếng Anh, tôi nghe nói thăng quan rồi, đã thành thống đốc bang New York rồi. Saddam nói, tôi đang viếng thăm ở Kinh Thành, tới Trung Quốc rồi, nói sao cũng phải báo nói một tiếng với lão bằng hữu. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy lập tức cao hứng, khéo quá, tôi cũng đang ở Kinh Thành đây. Saddam ngây ra một thoáng, lập tức cười ha ha, nói, đúng là ứng với câu châm ngôn của người Trung Quốc các anh, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Trương Dương nói, hai ta quả thực hữu duyên, hắn sở dĩ cao hứng như vậy là có nguyên nhân, hiện tại Tần Manh Manh tuy rằng đang ở Đại sứ quán Bahamas, nhưng cũng không phải là kế lâu dài, Trương Dương phải nghĩ ra một cách thỏa đáng để đưa cô ta ra, sự xuất hiện của Saddam vừa hay giúp hắn giải quyết nan đề này. Saddam nói, anh đang ở đâu? Trương Dương nói địa chỉ của mình, Saddam nói, tôi đang ở Tiền Môn, cùng phu nhân thưởng thức cảnh đêm của Tiền Môn. Trương Dương nói, anh chờ nhé. Tôi lập tức tới tìm anh. Saddam nói, được. Trương đại quan nhân hỏi rõ chỗ Saddam đang ở, thì ra thằng cha này đang ăn vịt nướng ở Tiền Môn. Trương Dương quần áo, gọi một chiếc xe đưa hắn tới đường cái của Tiền Môn. Saddam lần này đến Kinh Thành viếng thăm, phu nhân cũng đi cùng, đương nhiên bên cạnh còn có không ít nhân viên cùng đi, một vị trong đó chính là Sarah lần trước hộ tống đoàn thương mậu cùng tới Nam Tích. Sarah nhìn thấy Trương đại quan nhân thì hưng phấn xông đến, ôm Trương đại quan nhân. Hôn hắn chụt chụt, da mặt Trương đại quan nhân tuy rằng dày thật, nhưng trước mặt bạn bè nước Mỹ cũng không khỏi có chút hốt hoảng, cô gái Tây này đúng là thoáng thật. Sarah nói, Trương Dương, tôi vô cùng nhớ anh. Trương đại quan nhân cười nói, tôi cũng rất nhớ các vị. Hắn đi tới thân thiết ôm Saddam, lại đi tới trước mặt phu nhân Milan của hắn, rất Tây hóa hôn tay. Diện mạo của Milan cũng được, nhưng hơi mập một chút. Khi Trương đại quan nhân hôn tay ngửi thấy mùi vịt nướng. Xem ra vị thống đốc phu nhân này vừa ăn vịt nướng xong mà chưa rửa tay. Saddam chỉ vào đường cái đèn đuốc huy hoàng, tỏ vẻ muốn mọi người cùng đi dạo. Đoàn người Trương Dương và Saddam đi tới đường cái trước Tiền Môn, Saddam nói, tôi ở Kinh Thành ở 2 ngày, sau đó trở về nước, đoàn thương mậu hộ tống tôi tới sẽ ở thêm vài ngày, bọn họ muốn tới Nam Thích, đi thăm thành thị hữu hảo của New York chúng tôi một chút. Cho nên trước tiên báo cho anh để anh làm tốt công tác tiếp đãi. Trương Dương cười nói, tôi hiện tại đã không ở Nam Tích nữa rồi. Saddam hoàn toàn không biết gì cả về việc này, không ở Nam Tích nữa ư. Trương Dương nói ra công tác hiện tại của mình với Saddam. Saddam sợ hãi than, Trương Dương, anh trẻ tuổi như vậy đã đảm nhiệm chức thị trưởng rồi, tôi thấy anh về sau nhất định sẽ trở thành tổng thống của quý quốc. Trương Dương nói, quốc gia của chúng tôi khác với quý quốc. Chúng tôi chọn lựa cán bộ cũng nghiêm khắc hơn quý quốc hơn nhiều. Saddam nói, tình hình trong nước bất đồng, chế độ tất nhiên cũng bất đồng. Trương Dương nói, đoàn thương mậu các anh có hạng mục gì hay không, xem thử chúng ta có thể khả năng không. Saddam cười nói, chuyện này anh phải hỏi Sarah. Trương Dương nói, công ty Inder hiện giờ đặt ở Nam Tích. Tôi không thể đào góc tường của người một nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 207.